Thầy chào tất cả các em nhá. Chào Vĩnh Diện nhá. Nào, hôm nay có bạn nào quan tâm tới những cái ý tưởng mà gây sốc không trong Nguyễn Chuẩn nào? Ở bài giảng ngày hôm nay thì có khá là nhiều những cái bài mà thầy và các em là đã va chạm với nhau rồi. Chúng ta đã gặp rồi thì chắc là các em sẽ làm ok thôi. Tuy nhiên thì mình đừng nên chủ quan. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta xem xét lại, cùng nhau ôn tập lại một lần nữa. Và đặc biệt là có một cái mô hình các bài toán là rất nguy hiểm nha. Đây là những cái bài toán mà liên quan tới khối lượng chất tan này. Có bạn nào bị rét không? Có bạn nào bị rét khi mà gặp phải những cái mô hình mà khối lượng chất tan này không? Hết sức lưu ý nha, biết đâu là biết đâu mà đề thi nó lại trúng vào câu đấy thì sao? Thì sẽ rất là mừng, bởi vì là thầy tin rằng nếu mà thi vào thế là nhiều bạn là sẽ đơ đấy. Chào bạn Hoàng Gia, chào Phan Hồ Anh Đức, chào Nguyễn Chuẩn, chào Phạm Hải, chào bạn Trang đang học, chào Đi Lô Nguyễn. Làm hết bài chưa? Các em đã làm hết file, hết bài tập của cái file này chưa? Nào, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau khoảng 30 giây nữa rồi mình bắt đầu vào chiến đấu nhá. Còn 3 ngày nữa thôi. Chính xác là khoảng 2 ngày nữa thôi. Hôm nay một coi như còn khoảng 2 ngày, 3 ngày nữa thôi. Ngày cuối thì các em chơi cho thầy. Ngày cuối cùng thì chỉ có đi chơi và đừng ôn tập thì coi như là trắng luôn. Nhá, ngày cuối cùng cố gắng làm sao để cho mình đầu mình rỗng tuếch. Coi như là không nhớ có cái gì là tốt nhất. Tại cứ yên tâm cho thầy đi thì hôm sau đi thi rất là phê. Chào bạn Trần Bùi nhá. Chào Hoàng Phạm, chào Ha Ha Ly, chào Thanh Huyền. Chào Lưu Xuân nhá. Chào Lê Quý Công. Thôi được rồi. Bây giờ ta bắt đầu vào xử lý nhá. Những cái phần đầu này thì thật ra là đây các em nhìn này, nhìn thì có vẻ là nó ghê gớm nhưng mà có vẻ là nhiều bạn thấy là lạ ấy, nhưng thật ra thì nó chỉ là những cái bài toán mang tính chất tiểu học thôi. Chúng ta chỉ biến đổi một chút là ok. Thì nhớ cho thầy đa số những cái bài mà gây sốc ấy nó đều là như vậy. Cái chương trình gây sớ chương trình sớ thì lát nữa thầy sẽ thông báo các em, sẽ thầy sẽ có cái link để các em điền tên, rồi thì là đền tên đền tuổi rồi quê quán vị trí các thứ. Thầy sẽ dâng lên các cái bậc tiền bối, các vị thần linh ở trong văn miếu. Đây nó là mang tính tâm linh, sẽ giúp các em là tự tin hơn thôi. Cũng không, chúng ta đừng nghĩ rằng là có một vị thần hoặc là có một ông NAP nào đấy nhập vào người mình. Không có chuyện đấy, nhưng ở đây là thật ra về mặt tâm linh, khi mà mình cảm thấy là có một cái gì đấy tin tưởng thì tự nhiên mình ấy tự tin hơn đấy nhá. Thì đấy cũng là một việc cần thiết đấy, không phải không đâu. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu học nhá, bắt đầu nhá. Cho cái phản ứng tổng hợp glucose này, đây phản ứng này tức là cho CO2 chơi với nước thì tạo ra glucose và oxy. Người ta bảo cái gì nào? Để tạo ra một mol glucose này cần phải cung cấp tương đương năng lượng kilojoule. Rồi ok này. Ở đây người ta bảo là trong thời gian là t giờ với cái một cái diện tích s cm vuông thì lá cây hấp thụ được tương đương ánh sáng mặt trời, cái này Q nhá. Người ta bảo rằng là 10% năng lượng đó thì được tổng hợp thành glucose. Thì người ta hỏi là cái khối lượng glucose tạo ra là bao nhiêu? Rồi. Đấy. Ở đây thì nó rất là đơn giản thôi. Các em thấy là chúng ta là một mol glucose này thì là có tương đương năng lượng đúng không? Cần tương đương năng lượng này, bây giờ chúng ta có là tương đây. Được chưa? Có tương đây. Mà 10% thì người ta sẽ có ngay là cái m này của mình này. M này của mình này ta tính ra thằng theo thằng một mol này nhá. Thì chúng ta có tương đương năng lượng. Đấy 10% là 4,4,2 195. Đây là cái 10%, 10% của cái này nó sẽ biến thành là cái năng lượng để tạo ra glucose. Được chưa? Các em chia cho các thằng này. Đây là cái năng lượng nó có này. Mà tương đây thì ra được 1 mol thì các em lấy cái có chia cho cái tổng này là 2813. Đấy. Thì nó sẽ ra được cái số mol glucose. Sau đấy là các em nhân với 180 thôi. Rồi, nó bằng bao nhiêu nhá? Nào, năng lượng của chúng ta có là 4,2195 chia cho 2813. Rồi. Thì bằng là thằng này. Được chưa?
10% 10% rồi, sau đó là người ta bảo là thu được bao nhiêu gam glucose đúng không? Mình nhân với 180. Thì nó ra là 0,27. Đấy, 0,27 ta chọn vào D. Tóm lại thì em phải chỉ hiểu một cách đơn giản là một mol glucose cần tương đương năng lượng. Bây giờ chúng ta có tương đương năng lượng thì tạo ra bao nhiêu glucose. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhá. Rồi, một câu, câu đầu xong. Câu thứ hai này, câu thứ hai thì bắt đầu là nhìn nó lòng ngoằng hơn. Butan thành phần chính là khí đốt rồi, một mol butan thì cháy là tương đương nhiệt lượng, một mol này, một mol cháy tương đương nhiệt lượng này. Để thực hiện việc đun nóng 1 gam nước thì tăng thêm 1 độ C thì cần tương đương jun. Người ta bảo là khối lượng butan cần để đưa 2 lít lên ở đây từ 25 lên 100 tức là 75 độ. Rồi chào thu hà nhá. Thì là đây là 60% nhiệt lượng tỏa ra ngoài thì cần là bao nhiêu là gam, cần bao nhiêu butan. Thế thì ta sẽ đi tính cái thằng Q này đi. Q nhá. Q. Q của chúng ta là Q cần thiết ấy, thì bây giờ là mình là có 2 lít. 2 lít tức là 2000 ml. Được chưa? 2000 ml này. Mà tăng từ 25 đến 100 tức là tăng 75 độ. 75 độ. Mỗi 1 độ của chúng ta thì là cần tương đương jun. Bắt đầu mình nhân với 4,18. Vậy đây là cái Q cần thiết. Q cần thiết để tăng 2 lít của chúng ta từ 25 độ lên 100 độ. Nhưng mà hiệu suất của nó là có 60% thôi. 60% nhiệt lượng tỏa ra là để nâng thôi, còn lại 40% là hao phí nên các phải chia cho 0,6. Đấy. Thì thằng này nó sẽ bằng là bao nhiêu nào? 2000 nhân với 75 độ này, nhân mỗi một độ cần là 4,18 joule này, rồi chia cho 0,6 thì nó ra là 1045 nghìn joule. Tức là 1045 kilojoule. Đây chúng ta đang tính kilojoule. Được chưa? Từ đấy ta suy ra được là, các em chú ý nhé, một mol thì ra tương đây, một mol ra tương đây. Thế bây giờ là có tương đây thì cần bao nhiêu mol? Thì các em sẽ có được cái số mol C4H10 tương đây, các em chia cho 1045, các em chia cho 2497. Rồi 1045 chia cho 2497, đấy là ra được cái số mol của thằng C4H10. Số 10 sau đó các em nhân với 58 thì nó ra là 24,27, thì xấp xỉ là 24,3 nhé. 24,3 ta chọn vào B. Được chưa? Câu này, những cái câu này không vấn đề gì đúng không? Rồi. Tiếp tục nào. Thì có mấy câu cuối là có vẻ một số bạn là sẽ đơ thôi. Nào, một bình kín nhá, có 0,05 mol, đây là cái phản ứng hiệu suất tạo ra khí NH3, thì các em sẽ có tổng là 0,05 này mà tỷ lệ là 1:4, như vậy cái thằng nitơ của chúng ta là 0,01, còn hiro là 0,04. Ở đây thầy sẽ viết lại cái phương trình của mình là nitơ này cộng với hiro này thì ta biến thành NH3, chỗ này là 2 và chỗ này là 3. Như vậy phản ứng của chúng ta vừa đủ là 1,1,1,3. Thế thì thằng này là 1:4 thì chỗ này sẽ là cái thằng để tính hiệu suất. Được chưa? Các em nhìn nhanh nhá. Từ đây mà biến sang đây thì khi ở bên trái của mình là có 4 phân tử, bên phải có 2. Như vậy thì cái số mol, ta giả sử cái số mol nitơ phản ứng này, giả sử bằng A đi, bằng A. Thì bây giờ các em nhìn nhá, cái độ lệch thể tích của chúng ta độ giảm ấy, từ 4 biến thành 2 thì nó giảm là 2, tức là gấp đôi thằng này. Gấp đôi nhá, gấp đôi. Thằng này phản ứng là cái độ giảm của chúng ta phản ứng là gấp đôi thằng này phản ứng. Tiếp theo này, khi mà cho qua axit đặc thì thằng đặc cũng hút hết thằng NH3. Thằng NH3 nhá, chỗ này là A nhá. Chỗ này là 2A nữa. Như vậy thì cái mà giảm thể tích của chúng ta nó sẽ là 4A. Được chưa? Cái giảm của chúng ta đấy, cái delta L giảm này của chúng ta nó sẽ bằng 4A. 4A nó bằng 16%, tức là 0,16 nhân với 0,05. Đấy. Thì từ đây các em sẽ tính ra được A của chúng ta bằng 0,16 nhá, nhân với 0,05 này, chia cho 4 thì nó ra được là 2 × 10^-3. 2 × 10^-3 chúng ta chia cho 0,01 là ra 20%. 20% là C. Được chưa? Có hiểu không? Nào thầy nhắc lại nhá, khi mà xảy ra phản ứng là thằng nitơ phản ứng này từ nitơ cộng với hiro ra NH3 này thì nó xảy ra một cái độ hụt rồi.
bên trái của mình là 4 phân tử nhưng bên phải là có 2, như vậy sau khi phản ứng thì sẽ bị giảm là 2A. Được chưa nhỉ? Hoặc em có thể viết ở đây. Đấy, lúc mà nó phản ứng xảy ra nhá thì là nitơ phản ứng là A này. Thì sau phản ứng thì cái delta L nó sẽ giảm là 2A. 2A cộng với cái việc mà thằng axit dư này nó lại hấp thụ hết cái thằng NH3 này 2A nữa thì tổng cái thể tích giảm của chúng ta là 4A. Được chưa? Tổng thể tích giảm là 4A. Nào các em nhìn nhá. Khi mà xảy ra phản ứng này, lúc đầu của mình là có 4A đúng không? Nó chỉ còn 2A thôi. Như vậy thì cái delta L giảm ấy là bằng 2A. Delta L giảm bằng 2A, sau đó là lại cho đi qua cái axit đặc này thì nó lại hấp thụ nốt cái thằng này 2A nữa. Như vậy tổng giảm của chúng ta sẽ là 4A. Uyên Nguyễn nhá. Tổng 2 lần. Đấy, tổng 2 lần của chúng ta sẽ là bằng 4A. Và cái 4A này thì nó giảm là 16% này. Được chưa? Rồi. Tiếp tục nào, câu 4 này, câu này thì thầy đã cùng các em chữa trong một cái đề nào đấy rồi, thầy nhớ như vậy nhá. Ở đây chúng ta có cái tủa là 6,1 thì nó sẽ gồm là Ca cấu 3. Đó. Và Ca2 Ca3 PO4 2 lần. Được chưa? Giảm 2 lần, mỗi lần 2A thì mất 4A. Chính xác rồi nhé bạn Trần Bùi nhá. Thì bây giờ các em nhìn CaCO3 ở đây. CaCO3 này chính bằng OH trừ thôi. OH trừ tác dụng HCO3 trừ biến thành CO3 2 trừ. Thì chỗ này là 0,1A. Rồi. Thằng này thì sẽ là 0,2 nhân với 0,1 là 0,02. 0,02 các em chia cho 2 thì ra là 0,01. Rồi. Bây giờ là bảo toàn khối lượng thì ta sẽ tính được A của mình bằng 0,3. A bằng 0,3 thì ta suy ra tổng của cái thằng Ca2 cộng. Tổng là Ca2 cộng chúng ta là 0,03 cộng với 0,03 là 0,06. Được chưa? 0,06 là ứng với 10 lít. Cái này nó là tương đương với 10 lít. Như vậy thì với 1 lít. 1 lít thì nó sẽ là 0,006. Tức là 10 nhân 6 nhân 10 mũ trừ 3. 1 lít là 0,06 mà đây là nếu mà cái chỉ số của chúng ta là 0,5 thì ứng với 1 lít. Như vậy thì nếu mà quy ra của mình thì là thằng này sẽ là 0,006 chia cho 0,5 là bằng 12 nhá. Ta chọn vào A. Ok chưa? Bài toán đồ thị thì các em xem lịch nhá, tất cả mọi thứ đều có lịch rồi, chúng ta cứ đúng theo lịch chúng ta làm thôi. Tiếp tục nhá. Có lịch học ấy, lịch học thì đang rồi, cứ theo đúng lịch thôi bởi vì là chương trình cuối thì chúng ta học hơi dày. Cái này là thầy chữa rồi mà. Cái này là thầy chữa rồi cho nên thầy nói nhanh mà. Cái này chữa rồi thôi. Thầy nhắc lại một chút nhá. Khi mà cho cái thằng thằng này tác dụng với nước cứng thì cái OH trừ của mình chơi với lại HCO3 trừ đúng không? Thì biến thành là CaCO3. CaCO3 thì bằng OH trừ đây là 0,1. Còn đây chúng ta cái thằng PO43 trừ nó chui tất vào Ca3PO42. Thì thằng PO42 trừ của mình ở đây là 0,02 chia 2 là 0,01. Sau đó các em bảo toàn khối lượng thôi ra A. Được chưa? A thì bây giờ để mà tính đơn vị thì chúng ta phải quy ra 1 lít. 1 lít thì là cái độ cứng, một đơn vị độ cứng là 0,5 ứng với 1 lít. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ ta chuyển đổi sang đây ta tính được là 0, cái nước này của chúng ta là chỗ này là 6 đúng không? 6 nhân với 10 mũ trừ 3. Đấy, 6 nhân 10 mũ trừ 3 tức là 6 milimol ấy. 6 ứng với 1 lít. Mà một độ của chúng ta, một độ của mình là 0,5 ứng với 1 mà chỗ này là 6 ứng với 1 thì nó sẽ là gấp 12 lần. Đấy, nhá. Rồi bây giờ sang câu 5. Câu 5 của mình thì nó cũng giống như các câu trên, tuy nhiên thì nhìn nó phức tạp hơn. Người ta cho là lá cây rồi diện tích rồi phần trăm xong bắt đầu là run rế rồi thì khóm bắt đầu hecta các kiểu. Thì rất nhiều bạn là nhìn tới đọc nó loạn hết cả lên đúng không? Chúng ta phải bình tĩnh. Đại khái là bây giờ là chúng ta liên quan đến diện tích từ cây xanh để mình chuyển ra thành năng lượng để tổng hợp ra glucose đúng không? Ta xem nào. Ở đây ta có
có là người ta bảo là cái khối lượng tinh bột khi một hecta lúa đúng không, tức là 10.000 mét vuông, mà mỗi một khóm, mỗi một mét vuông là 100 khóm, mỗi một mét vuông 100 khóm đúng không, thì ta sẽ tính bình tĩnh nhá, ta tính số khóm đó nào, số khóm bằng này, chỗ này là 10.000 nhân với mỗi 1 mét là 100 khóm, em nhân với 100 ở đây. Như vậy chỗ này là 4 số 0 với 2 số 0 là 6 số 0. Thì nó bằng 1 triệu khóm, tức là 10 mũ 6 khóm. Rồi, mà mỗi một khóm thì có 20 lá. Mỗi lá là 5 cm, thì chúng ta sẽ có là cái SC của mình, cái diện tích này. Diện tích thì bằng số khóm này là 10 mũ 6 này nhân với số lá là 20 này. Xong là số lá nhân với 5. Đây là ra cái diện tích cm vuông. Thì chỗ này là bằng 5 nhân với 20 là 100. 100 tức là 10 mũ 2. Cảm ơn Thảo nha. Thảo tặng thầy 70 năm sao. Ok, cảm ơn Thảo nha, Phương Thảo. 100 là 10 mũ 2, 10 mũ 2, 10 mũ 6 và nó biến thành là 10 mũ 8. Được chưa? Là diện tích của mình là 10 mũ 8. Là cm vuông. Bây giờ người ta bảo là 1 cm vuông trong 1 phút thì hấp thụ được tương đương năng lượng mặt trời. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái Q. Q là thầy giả sử là năng lượng nhé. Q là tính trong vòng 1 phút đấy. Thì chúng ta có cái diện tích này là bằng 10 mũ 8 kem nhân với là 2,09 là ra được joule, đúng không nhỉ? Đấy, ra joule. Ok chưa? Sau đó là người ta bảo là cái gì? Bây giờ đây là cái quy quy đây. Người ta bắt chúng ta là đi tính tổng khối lượng của CO2 với nước. Rồi, thế thì các em nhìn vào đây chúng ta có cái thằng này kilojoule, đúng không? Thì từ cái thằng quy này của mình có quy, các em chia thằng này thì sẽ ra được là là cái CO2 với nước nhá. Chỗ 10 mũ 6 vẫn là mét vuông chứ. Không, đây đây là mình quy ra khóm này. Đây là thầy đang tính số khóm, đây là hecta người ta cho là bằng 10.000 mét vuông đúng không? Mà mỗi 1 mét vuông thì là 100 khóm đúng không? Thì đây thầy tính là số khóm nhá. Xong là từ cái số khóm này thì chúng ta chuyển sang cái số, từ số khóm là chuyển sang là số lá. Đây nhân với 20 là ra số lá nhá. Xong từ lá mình nhân với 5 chứ. 5 cm, đây là chuyển sang là 5 cm vuông chứ. Là làm cm vuông chứ sao để mét vuông. Còn đây là cái khóm. Nào nào, nhắc lại nhé. Các em nhìn là 1 hecta là tương đương mét vuông là 10.000 mét. Mà mỗi 1 mét là 100 khóm, như vậy số khóm là 1 triệu khóm. 1 triệu khóm mà mỗi một khóm mà nó có 20 lá. Mỗi một lá là 5 cm. Thì cái diện tích mà để quang hợp thực tế ra sẽ là 10 mũ 6 khóm này nhân với 20 lá này nhân với mỗi lá là 5 cm thì nó bằng là 10 mũ 8 cm. Được chưa? Mà bây giờ mỗi 1 phút thì mỗi 1 phút của chúng ta thì 1 cm này. Đấy, 1 cm thì nó hấp thụ được tương đương năng lượng. Thì bây giờ chúng ta có từng đây cm thì cái năng lượng hấp thụ sẽ là 10 mũ 8 nhân 2,09. Được chưa? Rồi, bây giờ các em nhìn. Nếu như mà tương đương năng lượng thì cái CO2 người ta hỏi là tổng khối lượng của CO2 với nước sử dụng trong 1 giờ. Trong 1 giờ tức là 60 phút, đúng không? Thì nó sẽ các em sẽ lấy cái năng lượng này, Q này chia thằng này rồi nhân với 6 ra được CO2 với nước. Được chưa? Làm việc thầy bấm nhá. Nào, ok, chỗ này là joule. Chỗ này là joule nhá, joule. Bây giờ mình phải chuyển sang kilojoule. Chuyển sang kilojoule mà chúng ta là đang tính trong 1 giờ này, 1 giờ tức là 60 phút. Nào, bây giờ tính này. Thằng này mà chuyển sang kilojoule nó sẽ thành là 2,09 nhân với 60 này, là số 60 phút, 1 giờ là 60 phút này. Chỗ này đang là 10 mũ 8 ở joule nhá, chuyển sang kilojoule nó sẽ thành là 10 mũ 5 thôi. Đấy. Rồi các em chia cho cái con số này 2813 thì ra sẽ được là kiểu như là cái số mol thằng glucose đây nào. Ra số mol glucose. Được chưa? Sau đó các em nhân với 6.
nhân với 6 thì đã ra được cái số mol CO2 với nước. Hai thằng này số bằng nhau cho nên là nhân với lại 62 luôn. Thì nó ra được là 158833, được chưa? Đấy, đại khái thế. Tức là 165833, 165833 thì hai thằng này rồi. Đây hai thằng này. Như vậy thằng đằng sau này là vứt đi rồi. Nhá. Tổng CO2 với nước là 158 165833. Bây giờ để tính được cái phần mà người ta bảo là cái khối lượng CO2 với nước này và khối lượng tinh bột thì chúng ta sẽ chuyển đổi từ thằng GLU này 10%. À, nhân với 10%, chúng ta nhân với 10% chưa nhỉ? À, 10% này là à, bây giờ chúng ta mới chuyển tính cái năng lượng này. Đây là cái năng lượng nhá. Cái năng lượng này là năng lượng mà cái lá cây nó hấp thụ được. Thì bây giờ tương đây của chúng ta thì chỉ có 10% là nó dùng để nó tạo ra glucose thôi. Được chưa? Đấy, nhưng mà cái quy này là cái quy tổng. Nhưng mà cái quy mà dùng để tạo ra glucose này thì nó chỉ bằng là 10% của thằng này thôi, tức là bằng 10 mũ 7 nhân với 2,09, ta nhân với 60 luôn nhá, vì đây là chuyển sang là 1 giờ luôn. Đây là trong vòng 1 giờ đấy. Đây là 1 phút, người ta đang bắt tính là 1 giờ, ta nhân với 60 luôn. Thế thì đây là cái mà cái năng lượng này, 10% năng lượng để dùng vào tổng hợp glucose. Và chỉ có 10% glucose trở thành tinh bột thôi. Dạ, cho nên là cái quy hoặc là cái quy tinh bột của chúng ta đấy thì nó chỉ là bằng 10 mũ 6 thôi. 10 mũ, tức là 10% của thằng này nữa là 10 mũ 6 nhân với 2,09 nhân với 60. Đây. Đây là cái quy tạo ra tinh bột. Thì bây giờ các em cứ tưởng tượng như cho thầy tinh bột của mình thì là một cái mắt xích glu tạo ra một mắt xích tinh bột thôi, nhưng nó chỉ là 1.62 thôi. Thì các em lấy cái năng lượng này cái năng lượng tạo ra tinh bột đây, thực tế tạo ra tinh bột nó sẽ là 12,09 này nhân với 60 này nhân với 10 mũ 6 này, được chưa? Đấy, các em chia cho con số là à, đây là joule đúng không? Đây là joule mà chúng ta đang chuyển thành kilojoule thì chỗ này là chỉ 10 mũ 3 thôi. Đây là 10 mũ 6 là joule nhá. Ta chuyển ra kilojoule nó thành là 10 mũ 3. Rồi. 10 mũ 3 các em chia cho 2813. Đấy. 2813 thì nó sẽ ra được cái số mol mắt xích để tạo ra glu. Glu sau đó bây giờ các em chỉ nhân với, không phải nhân 180, nhân 180 là ra khối lượng của glu. Nhưng mà ra tinh bột thì các em nhân 162 thôi. Thì nó ra là 772, đại khái là 77222 đúng không? Đây là. Đấy. Nó là A. Hiểu chưa? Tức là bình thường các em phải quy ra cái năng lượng này đã. Đây là cái năng lượng mà tổng số diện tích lá cây hấp thụ được. Thế thì trong cái tổng số năng lượng này thì chỉ có là 10%, đây là 1 phút nhé, tính 1 giờ này, chỉ có 10% là tạo ra glu thôi. Và trong cái năng lượng tạo ra glu này thì lại chỉ có 10% chuyển thành tinh bột thôi. Đấy, nó thật ra là nó dễ nhưng mà nó dùng những cái từ ngữ mà nghe có vẻ nó nghe có vẻ nó ghê gớm rồi. Thì các em cố gắng nghĩ một chút để chúng ta ngấm thôi. Chúng ta ngấm nhá. Ở đây không phải là hy vọng là lúc mà thi nó rơi đúng vào câu này, mà em tưởng tượng như nếu mà đề thi của chúng ta nó vào một cái tình huống nó khác đi, nhưng bản chất của chúng ta cũng chỉ là biến đổi cái này thôi. Thì mình cũng phải bình tĩnh mà chúng ta biến đổi được, chứ không phải là một số bạn cứ nhìn thấy này là dép nhá. À, tự làm được thì tốt, không thì các em có thể xem cái cách làm của thầy, được chưa? Làm từng bước rồi. Bây giờ câu này thầy nhớ là chúng ta đã chữa ở trong bộ đề đặc biệt một lần rồi, nhưng mà vẫn đưa vào bởi vì cái bài toán liên quan tới oleum thì là nhiều bạn là chúng ta có thể là nghe lâu rồi không nghe tới là kinh. Nhớ cho thầy, oleum là H2SCO4 ngậm với lại SCO3. Đây gọi là oleum. Đấy. Nào, cái CO2 với nước thì các em chỉ việc lấy cái tổng năng lượng này thôi. Chia cho cái số năng lượng này thì sẽ ra được là cái số mol của
của cái thằng 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 Glu này. Em tưởng tượng như là khi mà có tương đây năng lượng thì sẽ tạo ra một mol glucose. Nhưng bây giờ chúng ta có tương đây nhân với 60 này, bởi vì chúng ta là 1 phút tôi đang tính 1 giờ, thì các em sẽ có năng lượng, lấy tổng số năng lượng mình có chia cho cái thằng năng lượng cần thiết này thì đã ra được cái số mol glucose. Có hiểu không? Tức là để mà tổng hợp được từng đây jun thì em phải cần được hoặc là ta làm cho nó dễ này. Để có tương đương năng lượng, tức là để một mol glucose, để có một mol glucose thì chúng ta cần có tương đương năng lượng. Đúng không? Thì bây giờ các em có tương đương năng lượng, tức là có năng lượng cần thiết của chúng ta là cái năng lượng Q này, Q tổng này thì sẽ bằng là 10 mũ 8 này nhân với 2,09 này nhân với 60 vì nó là 1 tiếng. Thì chúng ta có tương đương năng lượng thì sẽ được bao nhiêu mol glu? Thì bây giờ một mol glu thì cần tương đây. Thì bây giờ có tương đây cần bao nhiêu glu thì em chia thôi. Đấy là như thế là sẽ dễ hiểu nhất nhá. Thằng này đang là jun thì ta sẽ chuyển ra thành là kilo jun thì là 10 mũ 5. Vì đây là đang đang là jun. Ta chuyển sang kilo jun gấp 1000 lần nhân với 2,09. Đấy nhân với 60. Đấy đây là năng lượng nhá. Chia cho cái thằng cần thiết này là 2813 thì các em sẽ tính ra được đây là cái số mol glu tạo ra. Glu tạo ra là tương đương. Bây giờ người ta hỏi là tổng khối lượng CO2 nước phản ứng thì nhân 6 lần lên. Nhân với 6 rồi nhân với 62 thì ra được là đây 165833 đúng không? Đấy 165833. Nhá, suy nghĩ thêm một chút đi. Quyền nhá, Đình Tuấn này. Glu tỷ lệ với CO2 nên giữ không không cái đây là cái năng lượng mà do thằng CO2 với nước nó sinh ra nó khác. Các em phải hiểu là nó cần thằng này là CO2 với nước cần để tạo ra tương đương năng lượng. Được chưa? Sau khi tạo ra tương đương năng lượng rồi thì bắt đầu mới chuyển thành glu thì nó chỉ có 10% cái năng lượng này biến thành glu thôi. Thế còn lại nó chuyển thành những cái khác. Nhá. Rồi ok. Bây giờ là chúng ta chuyển sang cái bài toán về oleum nào. Người ta bảo là cái thằng FeS cần dùng để điều chế một lượng SiO3 để hòa tan vào 200 g. Đây 200 g. 200 g của chúng ta là gồm có H2SO4 và nước đúng không? Nước của chúng ta ở đây thì là 9% thôi, tức là 200 nhân với 0,09 chia cho 18 và chia bằng 1 mol. Rồi. Thằng này là 1 mol. Như vậy ông này là 18 gram, thằng này là 182 gram. Được chưa? Bây giờ nhá. Bây giờ em có cái thằng chúng ta có thể tư duy một cách rất là bình thường như sau, cái SiO3 này. Em giả sử là chúng ta có là A mol đi. Bây giờ khi mà em nhồi thằng này vào đây. Nhá. Khi mà chúng ta bơm cái thằng SiO3 vào đây thì SiO3 nó sẽ phản ứng với thằng nước này để biến thành axit. Sau đó thằng axit nó lại ôm cái thằng SiO3 này để nó biến thành một cái loại oleum để nó biến thành một cái loại oleum là H2SO4 ngậm với NSO3. Và cái thằng này thì có cái phần trăm SO3 là bằng 12,5%. Được chưa? Thì bây giờ ta sẽ tính được cái số mol N này. Thì từ đây ta sẽ suy ra N nó bằng là thì các em giải phương trình thôi. Nào, thầy bấm nhá. Phần trăm SiO3 của chúng ta là 80N này, 80X này chia cho 98 cộng với 80X bằng này 0,125. Được chưa? Các em ship zone này bằng này. Đấy, như vậy N của chúng ta là một số lẻ là 0,175. Rồi. Như vậy cái oleum của mình ở đây ấy, cái oleum này của chúng ta này nó chính là H2SO4 ngậm với 0,175 SiO3. Đây là cái oleum này. Thế bây giờ làm sao để ta tính được cái A này? Tính được cái A này thì các em chúng ta dùng bảo toàn thôi, chúng ta bảo toàn lưu huỳnh thôi. Chính xác là mình bảo toàn lưu huỳnh. Được chưa? Bảo toàn lưu huỳnh nhá.
Thì cái lưu huỳnh lúc đầu của chúng ta ấy, đầu cũng phải là nằm ở đây và nằm ở đây không? Nằm đây và nằm đây thôi. Được chưa Nguyễn Văn Trường nhá. Thì trong đây là A này. Cộng với thằng này sẽ là 182 chia cho 98. Thì ta cái SC tổng của chúng ta là trong đây là A mol này. Cộng với chỗ này là 182 chia 98. Thành ra số mol của axit thì chính là số mol của lưu huỳnh. Thì giờ nó bằng này. Bây giờ toàn bộ thằng SC chui vào đây. Chui vào đây thì cái khối lượng của thằng này ấy, khối lượng của thằng này thì có phải lúc đầu là bằng 200 cộng với lại 80A không? Thì nó sẽ biến thành là 200 cộng với 80A là ra khối lượng của ông này. Khối lượng thằng này các em chia cho cái M lớn của nó. M lớn là 98 cộng với 0,175 nhân với 80. Đây tức là khối lượng chia cho M lớn thì ra số mol. Số mol thì bây giờ nhân với cái số S thì nó sẽ ra là SC đúng không? S của mình ở đây là 1 cộng với 0,175 nó biến thành là đây 1 cộng với 0,175. Đấy. Thì các em tìm được A thôi. Đấy, chúng ta cứ tư duy một cách nó rõ ràng mạch lạc như vậy khoa học vào nó được. À, XC này, cộng này. XC cộng nhá. 182 chia cho 98 này. Bằng này. Ở bên kia là 200 này cộng với 80x này chia cho 98 cộng với 0,175 nhân với 80 này. Rồi. Sau đó là nhân với mở ngoặc. Thôi không cần mở ngoặc nữa, nhân với 1,175 luôn. Rồi. Shift số này bằng 1,5. Đẹp luôn nhá. A này của chúng ta bằng 1,5. Thằng này bằng 1,5, tức là cái lưu huỳnh này là sinh ra từ ông này. Thằng này 1,5 thì ông này bằng 0,75 thôi. 0,75 gam nhân với thằng này 120 ra được đáp án là bằng A. Được chưa? Chỗ này là cái này thầy đã chữa chữa rồi. Ok rồi nhá. Chữa rất chậm đấy. Là chúng ta phải làm nhanh nhanh một chút bởi vì là mấy câu cuối là thầy phải giải thích kỹ, không nhiều bạn là lạ là không hình dung ra. Tương tự như vậy bài này cũng là oleum thôi. Oleum nhá. Oleum này của chúng ta này, xem có thằng A này nhá. Thằng A này của mình thầy viết ra là H2SO4 này. Ngậm với NSCO3 này. Bây giờ mình xem nó là cái thằng N bao nhiêu phần trăm lưu huỳnh đây rồi. Thì ta sẽ có thằng này là 32 này cộng với 32x này chia cho 98 này cộng với 80x này bằng này. Lưu huỳnh người ta cho là bằng 0,3789. Rồi, shift zone bằng 2,999 tức là 2 bằng bằng 3 luôn. Như vậy ông này sẽ là H2SO4 ngậm với 3SCO3. Bây giờ người ta trộn M1A với lại M2 cái dung dịch này thu được thằng B có oleum ở tương đây. Thì các em cũng làm, chúng ta cũng dùng bảo toàn thôi. Ta có này. Cái M1 của chúng ta là H2SO4 này ngậm với 3SCO3 trộn với M2. M2 của chúng ta thì là H2SCO4 và nước đúng không? Dung dịch mà. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái hệ phương trình thôi. M1 cộng với M2 thì nó bằng là tổng người ta cho là 200 đây rồi. 200 gam. Ok chưa? Tiếp theo là các em đi ta bảo toàn lưu huỳnh. Ta đi ta bảo toàn SC. Thì cái lượng S ở trong M1 cộng S trong M2 thì bằng S trong tổng. S trong M1 thì sẽ phải bằng khối lượng của nó là bằng M1 chia cho thằng này là bằng 338. Là ra được cái số mol nhân với lưu huỳnh của mình ở đây 3 với 1 là 4. Được chưa? Nhân là 14 này. Cộng với này. Thằng này thì vì là cái phần trăm của chúng ta là chiếm được đây thôi, cho nên nó sẽ thành là 0,833 nhân với M2 là ra được cái khối lượng của chất tan này. Khối lượng chất tan các em chia cho M và chia cho 98. Được chưa? Nhân thì nó sẽ ra được cái số mol của axit. Ra số mol của axit thì nó ra là số mol S, 2S cộng lại là ra tổng S.
tổng S thì sẽ bằng là tổng S ở trong đây. Tổng S ở trong đây thì bằng khối lượng là 200. Đây. Chia cho cái M của thằng này là 98 cộng 12 nhân với 80 là bằng 258. Nhân với thằng này có mấy S? 2 với 1 là 3S. Như vậy ta thiết lập được một cái hệ phương trình là theo M1 và M2. Cái này các em bấm ra nhá thì ta được M1 sẽ bằng là 187,62. M2 thì bằng là 12,381. Câu này thầy cũng đã giải rồi, cho nên là thầy chúng ta chỉ ôn lại thôi. Như vậy ta lấy M1 trừ đi M2 thì sẽ được đáp án gần nhất là bằng A nhá. Ok chưa? Rồi. Tám nào. Tiếp tục nào, ở đây chúng ta lại có cái mô hình tổng hợp mà tổng hợp của Lucuzer y xì như các bài trước thôi. Tuy nhiên ở đây nó có một cái con số là decimet, nhiều bạn là lại dép đúng không? Nào, giả thiết này, mỗi 1 phút thì mỗi cm thì nhận được là tương đương năng lượng. Được chưa? Và chỉ sử dụng 10% vào tổng hợp của Lucuzer thôi. Thì bây giờ người ta hỏi là từ đó hãy tính thời gian để một cái lá có diện tích là 5 decimet vuông tổng hợp được là 0,18 của Lucuzer. Thế thì ta sẽ làm từng ly từng tí một như sau nhá. Các em phải hiểu là 1 decimet vuông. Bạn nào nhiều bạn quên là 1 decimet thì bằng là 10 cm. Nhưng mà đây là mét vuông thì nó lại gấp 100 lần lên. Như 1 decimet vuông phải bằng là 100 cm vuông. Đấy, 1 decimet vuông là 100 cm vuông. Thì bây giờ chúng ta có 0,5 decimet thì ta suy ra cái diện tích của chúng ta nó sẽ bằng là 0,5 nhân với 100. 0,5 nhân với 100 là bằng 50, ta phải đổi sang cm vuông này. Mà nó biến thành là 50 cm vuông. Đấy. Được chưa? Mà mỗi 1 phút thì mỗi 1 phút 1 cm tạo ra năng lượng. Bây giờ chúng ta bắt tính từ đây glucose. Bây giờ ta phải tính cái lượng năng lượng cần thiết đã. Tính năng lượng cần thiết đi. Được chưa? Từ cái thằng glucose để chúng ta suy ra. Tính nha. Ở đây ta sẽ có glucose của mình là nào? 0,18 chia cho 180. Thì ra đây là số mol glu này. Nhân với đây nhá, đây là 1, đây là số mol glucose. Mà 1 đây các em nhìn này, 1 mol glucose. 1 mol glucose thì cần là 673 kilocalo. Như vậy bây giờ các em nhân với 673, 673.000 để cho nó ra calo là 673. Như vậy chúng ta cần là 673 calo. Được chưa nhỉ? Để tạo ra được là 0,18 của glucose. Nào, thầy nhắc lại nhé. Cái quy này của mình này, đây là từ cái thằng glucose này nhá, em chia cho lấy cái khối lượng này chia cho 180 thì ra được số mol. Mà mỗi 1 mol thì các em nhìn dưới đây cần là 673.000 calo. Các em lấy số mol nhân với 673.000 ra là cần đến calo. Cần đến đây nhá. Bây giờ từ cái khối lượng calo này chúng ta mới chuyển đổi sang cái diện tích. Thì ta sẽ có là cái T của chúng ta nó sẽ bằng này. Người ta bắt chúng ta đi tính thời gian nên không, nó hơi lòng ngoằng một chút. T của mình sẽ, và các em sẽ lấy cái thằng này là 673, được chưa? Chia nào. Chia cho bao nhiêu? Mai Hoàng thấy làm sao để 10 tập trung vào học vào nhá. Tập trung vào học vào. Bây giờ các em nhìn đây. Cái diện tích của chúng ta ở đây là 1 cm2 thì tạo ra 0,5. Thì bây giờ là có 50 cm. 50 nhân với 0,5 là bằng 25, đúng không? 50 nhân với 0,5 này. 50 nhân với 0,5 này, sau đó là nhân với 0,1. Thì đây chính là cái phần mỗi 1 phút nó tạo ra được. Các em lấy cái số thực tế này chia cho cái lượng calo nó tổng hợp được trong 1 phút thì sẽ ra được số phút nhá. Nó sẽ bằng là 673 này, chia cho 0,5 nhân với 50 này. Nhân với phần trăm thì nó có 10% thôi. Nhân với 0,1 này.
thì nó bằng là 269,2. Đây đây 10% này tính ở đây rồi. Đây là thầy đang tính cái lượng mà thực tế cần đúng không? Cái lượng mà nó dùng để nó tạo ra cái glucose này. Thế còn 10% thì đây thầy đã tính vào dưới này rồi. Được chưa? Các em có thể có hai kiểu tính. Tính trước hoặc tính sau cũng được nhá. Nếu như bây giờ các em nhân cái thằng này lên là gấp gấp 10 lần thì chỗ này các em không cần phải chia nó 0,1 nữa. Nhá, mai hòa nhá, cũng được thôi, bản chất giống nhau. Đấy, cái lượng này là cái lượng cần thiết với hiệu suất là 100%. Nhưng mà đây hiệu suất em tưởng tượng nó chỉ 10% thôi thì ta lại chia cho 0,1. Kiểu như thế, nó giống nhau không? Hiểu chưa? Mon glu để em tính ở đây, đây là một mon nhé. Một mon glu thì cần là tương đây kilocalo. Nhưng mà chúng ta chỉ có 0,001 thôi. Thì để em tính ra được cái năng lượng cần. Từ cái năng lượng cần này em mới chia cho cái thời gian mà 1 phút cái lá cây nó tạo ra cái năng lượng nó tạo ra thì sẽ ra được cái thời gian nhá, thời gian của chúng ta là 269,2 phút. Có hình dung không? Không thì các em phải cố gắng, chúng ta bình tĩnh, chúng ta nghĩ thêm cho nó ngấm vào đầu đi. Chứ nghe thầy nói nhiều khi là ù cạc cạc mình hiểu xong mình không 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 ngấm sâu. Bản chất bài này như thế nào? Chúng ta cần là chúng ta phải tạo ra tương đây glucose đúng không? Thì tương tương đây glucose các em phải tính ra được cái năng lượng cần. Thì cái năng lượng cần của chúng ta là tương đây. Được chưa? Bây giờ mỗi một phút thì chúng ta chỉ tạo được tương đây năng lượng thôi. Đây, đúng không? Đây là năng lượng cần nhá. Còn đây là năng lượng tạo ra trong 1 phút. Thì các em lấy năng lượng cần chia cho cái năng lượng tạo ra 1 phút thì sẽ ra được số phút. Đấy, cái ý tưởng là như vậy. Năng lượng cần thiết này chia cho số phút này, à, chia cho cái năng lượng tạo ra trong 1 phút thì sẽ ra được cái số phút cần thiết để tạo ra nhá. Ở đây em có thể hình dung như mỗi 1 giờ thì các em làm được 1 triệu chẳng hạn. À, nhiều quá nhỉ, mỗi 1 giờ ví dụ làm được 15.000 chẳng hạn đi, đúng, hoặc là 20.000 đi theo cái giá làm thêm của sinh viên trên Hà Nội là 20.000, thì bây giờ chúng ta cần phải làm 1 triệu chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta phải cần làm thêm bao nhiêu giờ, ví dụ thế. Thì đây cũng thế, thì chúng ta cần phải có tương đương năng lượng mà mỗi 1 phút thì chúng ta chỉ tạo tương đương thôi, thì để tính số phút thì các em phải lấy cái năng lượng cần chia cho cái năng lượng tạo trong 1 phút thì ra tổng phút. Hiểu chưa khoa bách nhá. Rồi, tiếp tục. 9 nào. Người ta hỏi các em là tốc độ trung bình của phản ứng trong 30 giây. Thì liên quan đến tốc độ phản ứng thì các em phải nhớ cho thầy, nếu như mà người ta nói là tốc độ theo một cái chất gì đấy thì chúng ta sẽ có V. V mà theo chất nhé. Ví dụ là V theo oxy hoặc là V theo ozone thì chúng ta sẽ luôn luôn có bằng delta C. Delta C chia delta T. Chúng ta không chia cho hệ số. Đấy là nếu như mà tính theo chất. Cái chỗ này là chúng ta tính theo một cái chất nào đấy, theo x, chất x. Còn nếu mà người ta bảo là tốc độ trung bình của phản ứng thì chúng ta sẽ có là V của phản ứng ở đây ấy, thì sẽ phải bằng là delta C này chia cho delta T này và nhân với hệ số nữa. Tức là mình tính theo chất nào thì mình chia theo chất đấy. Thì ông này sẽ bằng này, ở đây mình tính theo oxy nhé, oxy ở bên này thì lúc đầu là không, thì sau 30 giây thì oxy nó biến thành là 0,045 này, thì các em phải lấy là 0,045 này là số mol này chia thể tích là 5 lít là chia 5 này thì ra được cái nồng độ này em phải chia thời gian là 30 giây. Nếu như mà người ta bảo là tính cái tốc độ trung bình của phản ứng là theo thằng oxy, tính theo thằng oxy này thì các em chỉ lấy là delta C chia delta T thôi nhá. Nhưng mà người ta bảo là tính tốc độ trung bình của phản ứng ấy thì em phải chia hệ số ở đây là bằng 3, oxy là 3. À, từ đây ta sẽ được đáp số là bằng 10 mũ trừ 4. Đáp án của mình là C. Được chưa? Nhớ nha, về tốc độ phản ứng nếu mà tính theo một chất nào đấy thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là tốc độ phản ứng trung bình tính theo oxy nó sẽ khác tốc độ tính theo thằng ozone. Nhưng mà người ta nói là tốc độ trung bình của phản ứng
thì tính theo thằng nào cũng giống nhau, tính theo oxy hay tính theo ozone nó cũng đều giống nhau không? Nào chúng ta có công thức như này. Nào 10 nào. 10 nhá. À, chúng ta có ở đây ôn lại một chút về cái phản ứng mà phản ứng điều chế NH3. Người ta bảo là chỗ này là phản ứng này là delta H nhỏ hơn 0 thì các em phải hiểu là thuận cộng Q hoặc trừ delta H, tức là thuận của chúng ta là tỏa. Thuận là tỏa nhiệt. Khi mà chúng ta tăng nhiệt độ từ 400 đến 500 thì cân bằng của chúng ta nó sẽ dịch về cái bên chống lại cái sự tăng này nhá. Để mà vì mình tăng nhiệt độ lên thì cân bằng nó sẽ dịch chuyển theo cái chiều để nó giảm nhiệt độ xuống. Giảm nhiệt độ xuống của chúng ta là theo chiều nghịch thuận tỏa, cho nên là khi mà tăng nhiệt thì cân bằng dịch theo chiều trái, tức là cân bằng dịch theo cái chiều nghịch này. Nghịch tức là tạo nhiều phân tử khí, được chưa? Tăng nhiệt độ thì cân bằng dịch theo chiều nghịch. Chiều nghịch tức là tạo nhiều phân tử khí. Nhiều phân tử khí tức là số mol nó lớn. N2 nó sẽ lớn hơn N1. Được chưa? N2 lớn hơn 1 thì cái thằng M2 của chúng ta M2 của chúng ta nó sẽ phải bé hơn M1. Cái M2 này nó phải bé hơn M1. Bởi vì sao? Bởi vì là khối lượng nó không đổi. Đấy, khối lượng nó không đổi. Mà số mol nó tăng. Số mol nó tăng thì là cái M nó phải giảm, đúng không? Bởi vì M này bằng là khối lượng chia cho số mol. Số mol tăng thì M to nó phải giảm. Từ đây M2 bé hơn M1 thì ta suy ra là D2 phải bé hơn D1. Bởi vì là cái M này các em chia cho hydro thôi. Được chưa? Chia cho hydro thì nó tỷ lệ với nhau, tỷ lệ thuận với lại M với D thì tỷ lệ thuận với nhau. Ok chưa? Chúng ta chọn vào là C. D2 bé hơn D1. Rồi rồi, bây giờ là sang tới cái phần bảng này. Bảng này là một cái phần quan trọng nhá. Bảng này này, nó là phần mà thầy thấy là khá là khoai đấy. Hết sức cẩn thận. Có bạn nào mà không làm không? Ở đây chúng ta có hai mô hình. Có hai mô hình nhá. Đó là có ba mô hình. Cái mô hình thứ nhất là cái mô hình mà sục CO2 với lại NaOH và CaOH. Được chưa? Cái mô hình thứ hai là sục CaOH và CO2 vào NaOH và BF hai lần. Bản chất nó giống nhau thôi. Cách làm cũng giống nhau. Cách làm cũng giống nhau. Tuy nhiên thì cái số liệu nó hơi khác một chút. Cho nên là phải lưu ý vào nha. Để cho nó đơn giản thì các em phải nhớ cho thầy như sau. Ta sẽ đi xét từng cái mô hình một để các em dễ hình dung nha. Cái loại này thầy sẽ dùng đồ thị. Đồ thị để thầy sẽ giảng này. Kiểu thứ nhất là chúng ta sẽ xét cái dung dịch của mình là gồm NaOH và CaOH hai lần. Được chưa? Đấy. Bây giờ khi mà chúng ta bơm CO2 vào đây. Nào, thầy sẽ dùng đồ thị nhá để các em dễ hình dung. Chứ không là nếu mà giải thích ra là rất là phức tạp. Ta sẽ dùng đồ thị này. Nào, bây giờ bình tĩnh nhá, thầy sẽ nói một lần rất chậm thôi. Ở đây là số mol CO2. Và đây là cái M chất tan. M chất tan. Đây này. Theo đúng cái bảng của chúng ta đây. Rồi, CO2 và chất tan nhá, CO2 và chất tan. Đấy. CO2 và chất tan. Thì lúc đầu của mình ấy, lúc đầu khi mà cái CO2 bằng 0 thì em hiểu chất tan của mình là gồm hai thằng này là đang ở trên một cái thời điểm này đây. Đấy. Khi mà em sục CO2 vào thì cái thằng này nó sẽ biến thành là CaCO3, nó kết tủa xuống, cho nên chất tan của mình nó sẽ giảm. Được chưa? Chất tan của mình nó sẽ giảm. À, nó sẽ tụt xuống như này. Tụt xuống nha. Nào bây giờ thầy viết nhá, cái giai đoạn này của chúng ta này là các em phải hiểu là chất tan của mình, đây là cái giai đoạn 1, giai đoạn 1 nha. Chất tan của chúng ta là từ cái CaOH hai lần này biến thành là CaCO3.
Như vậy thì nó bị giảm xuống vì thằng này nó bị tách ra. Cái chỗ này của chúng ta là 40 cộng với chúng ta là 40 cộng với 34. Như vậy là với mỗi một mol CO2 thì nó giảm là 74. Được chưa? Cái này giai đoạn này một mol nhé, chỗ này giả sử là một mol thì giai đoạn này là giai đoạn giảm, giai đoạn một là sẽ giảm 74 gram, giảm 74. Và nhớ những con số này. Bây giờ nếu như mà em sụp CO2 vào thì cái giai đoạn số 2 của mình nhé sẽ là từ NaOH biến thành Na2CO3. Đây cũng là phải có 2 Na. Thế thì ở đây chúng ta sẽ là từ từ là chất tan của mình là 80 đúng không? Thằng này là 40 nhân 2 là 80. 80 mà chuyển sang đây là 106. Thì cái giai đoạn 2 này chúng ta sẽ tăng là 80 mà biến thành 106 là tăng là 26. Thì nó sẽ tăng lên như này, nó sẽ đi lên một chút. Nó sẽ đi lên như này. Đấy, thì cái giai đoạn 2 này của chúng ta nhá. Giai đoạn 2 này nó sẽ tăng là một cái lượng là 26 gram. Được chưa? Xong đến giai đoạn số 3 là cái giai đoạn từ cái thằng Na2CO3 chất tan của chúng ta nó chuyển thành 2NaHCO3. Vì là người ta cho các em khối lượng chất tan cho nên là các em phải 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 lưu ý xem là chất tan nó có cái gì để chúng ta chuyển nhá. Thì đây là 116 mà sang đây của mình là 84, 84 nhân với 2 là 168 đúng không? 168 trừ đi 106 thì nó tăng là 62. Rồi nó lại tăng tiếp. Tăng tiếp. Đấy, nhưng mà cái đoạn này của chúng ta này, đoạn 3 này là tăng 62 này. À, đoạn 2 này là tăng là 26 này. Còn đoạn này là giảm 74 này. Rồi. Và đến cuối cùng của chúng ta nhé, cái là giai đoạn 4 của chúng ta. Giai đoạn 4 của mình lưu ý là cái này thì các em cứ cứ viết để tí chúng ta áp vào chúng ta làm. Các em phải cứ phải nghe thầy giảng đó nhá. Hiểu chưa? Hiểu được từng giai đoạn một thì chúng ta làm sẽ rất là dễ. Bây giờ giai đoạn 3 của mình, giai đoạn cuối là giai đoạn 4 là từ cái thằng CaCO3, bởi vì khi mà từ đây đây là nó sẽ hòa tan CaCO3 để biến thành là CaHCO3 hai lần. Thế vậy thằng này thì sẽ là một mol, thằng này thì thằng này là kết tủa rồi, biến sang đây là sẽ là bằng 61 nhân với 2 thôi, cộng với 40 là bằng 162 nhá. Tăng lên nữa, tăng lên ở đây, đoạn cuối này sẽ là tăng 162. Được chưa? Đấy, tức là cái loại toán này các em phải hiểu cái mô hình ở đây. Nó có 4 giai đoạn khi mà các em sụp CO2 vào. Đầu tiên này là CO2 tác dụng với thằng Cl hai lần. Thì chất tan của chúng ta là bị chúng ta bị biến mất. Có bao nhiêu Cl hai lần nhá thì biến mất. Nhớ chưa? Ở đây các em phải hiểu là chúng ta phải tư duy rằng là cái khối lượng chất tan của dung dịch chứ không phải là cái thằng CO2 này bơm vào nhá. Không phải là bảo toàn khối lượng, nó khác nhau. Thì khi mà chúng ta chưa bơm CO2 vào thì chất tan của mình là thằng này. Nhưng mà khi em bơm CO2 vào thì nó biến mất luôn, vì nó tạo thành nó kết tủa. Như vậy thằng này mất luôn thằng này. Vì nó mất thằng này lên cho nên nó giảm là 74. Cứ mỗi một mol CO2 là giảm mất 74 gram. Đúng chưa Mai Hoàng? 74 là do chỗ này là 40 cộng 34. Rồi bây giờ tiếp tục khi mà nó hết hết thằng này rồi thì sẽ chuyển đến cái giai đoạn là chất tan của mình từ NaOH biến thành Na2CO3. Thì 2NaOH là bằng 80 biến thành 106 thì nó sẽ tăng được là 26. Nó ăn một mol CO2 đây, một mol C tăng là 26. Đấy. Vì sao tăng? Vì là từ NaOH biến thành Na2CO3. Tăng từ 80 lên 106. Ok chưa? Giai đoạn số 3 khi mà tiếp tục sụp CO2 vào thì nó biến thành Na2CO3, biến thằng Na2CO3 thành NaHCO3. Thì là từ 106 biến thành 164 thì tăng là 62. Giai đoạn cuối cùng là nó hòa tan cái thằng CaCO3 này thì nó sẽ biến thành là CaHCO3 lần. Cờ lúc đầu chúng ta thằng này chất rắn, nó không phải là chất tan. Khi tác dụng phát nó biến thành này thành chất tan trong dung dịch thì cái khối lượng thằng này chính là khối lượng chất tan tăng thêm thôi. Tức là bằng 61 nhân với 2 cộng 40. Đây là chính là M này, 162. Có hiểu chưa? Bắt buộc các em phải hiểu được cái mô hình này. Các em phải hiểu được cái mô hình này thì mình mới làm được. Còn nếu không ấy thì
Nếu không các em thấy thấy trên mạng cũng có một số những cái bài người ta viết phương trình các thứ nó loạn hết cả lên. Thầy nghĩ rằng nó sẽ khó hiểu hơn thế này rất nhiều. Tốt nhất là các em nhớ cho thầy bản chất nó như thế này. Và khi mà làm ấy thì các em phải xem được là sau khi mà chúng ta biết nó có giai đoạn như thế này thì các em phải xem được là các cái thời điểm ấy thì nó nằm ở trong những cái chỗ nào nhá. Còn nếu mà không xác định được thì cứ áng áng vào đấy, ốp vào một trường hợp nó chẵn được là ok đấy, nó chẵn là ok nhá. Là bây giờ chúng ta sau khi mà mình hiểu được rồi, mình hiểu được cái đồ thị này rồi thì bắt đầu ta đi ta làm nhá. Ta đi ta làm cái trường hợp mà có CO2 chơi với lại đây 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 CO2 chơi với lại NaOH với CaOH trước. Đây là cái ví dụ 12 này nhá. Nếu là bari thì tương tự như vậy, bari tí thầy sẽ viết. Đây là đang xét cái tình huống này trước. Sau đó đến bari thì ta sẽ xét sau, được chưa? Và bình tĩnh cứ làm từng trường hợp một đó để áp dụng đã. Nhớ chưa? Đấy. Thì là nhớ cho thầy là 74 26 62 162 từng giai đoạn chúng ta phải hiểu. Bây giờ nhá, bây giờ các em nhìn vào câu 12 này này. Câu 12 nhá. Câu 12 thì các em nhìn là cái delta n của chúng ta là 0,05 đúng không? Được chưa? Đấy, ta tính mà delta m thì là bằng 0,7,1. Như vậy ta sẽ tính cái delta tăng này. Delta tăng thì sẽ bằng delta m. Các em chia cho delta n đi. Ở đây là tăng là 7,1 nhá. 7,1 chia cho 0,05. 7,1 chia cho 0,05. 7,1 chia cho 0,05 thì nó ra là 142. Đúng không? 142. 142 thì bây giờ các em nhìn này, 142 thì nó rơi vào đâu? Đây 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 đây. 142 thì có phải là nó rơi vào cái chỗ mà từ từ 62 đến 162 không? Đấy thì em phải hiểu được là cái chỗ thứ ba này, này cái giai đoạn thí nghiệm 1 này. Thí nghiệm 1 này, này nó phải làm ở đây. Chỗ này, này. Sang đến thí nghiệm 2 làm đây. Đây tức là nó cái vùng của nó sẽ là thế nào? Nó sẽ chạy như này. À. Được chưa? Đây là chạy từ đây đến đây, tức là từ từ 0,19 đến 0,24 nó sẽ như thế nào? Giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Đấy nó ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Được chưa? Thế thì khi mà chúng ta làm ấy, các em phải biết được là thằng này cái chỗ 0,19 này nó đang ở giai đoạn số 3. Còn thằng này đang ở giai đoạn số 4. Đấy, chúng ta phải biết được như thế đó. Thì bắt đầu mình làm nó ok, bắt đầu ta mới thấy mới giả sử nhá. Thì cái lượng CO2 mà tác dụng ở giai đoạn 3 đặt là A. CO2 tác dụng ở giai đoạn 4 đặt là B. Đây này, đây 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 nhá. Cái CO2 thì chúng ta đi đi từ đây đến đây này, đi từ đây đến đây này. Thì gọi là giai đoạn 3. Đấy. Còn từ đây lên đây này, từ đây đến đây là 4. Hiểu chưa? Thì ta sẽ có là cái hệ là A cộng với B thì bằng tổng CO2 là 0,05. Được chưa? Nào bây giờ nhá. Bây giờ đây này. Đi từ đây ra đến đây. Ở giai đoạn 3 này là tăng 62, còn đoạn 4 của chúng ta là tăng 162. Thì các em sẽ lấy là cái 3 này tăng 62 nhé, thì là 62A này cộng với thằng này là 162B này. Đấy là cái giai đoạn 3 tăng 62A này, giai đoạn B tăng 162B thì nó bằng tổng là bằng 7,1. Đó. Tao thi có thi không nhá. Thì đợi xem nó có thi không nhá. Nhưng mai Hoàng nhá. Không thi thì nếu mà thầy biết được thì thầy đã không nói rồi. Chúng ta làm sao biết được đề. 1 này, 0,05 này, 62 này, 162 này, 7,1. Rất là ngon lành và cành đào luôn, là 0,01 và 0,04. Đấy. Thì các em tìm được A bằng 0,01 và B là bằng 0,04. Được chưa? Delta tăng tức là các em phải tính xem là cái phần ta dựa vào cái khối lượng nó tăng để chúng ta xem nó rơi vào cái phần nào. À, không hiểu thì cố gắng xem lại một lần nữa nha bạn, láp láp nha.
Tới đây rồi em phải biết được là tại cái thời điểm 0,19 này này, 0,19 này nó rơi các bạn 3. Nào bạn thầy đã nhắc kỹ rồi, cái giai đoạn này 74 nó giảm ở đây ấy. Nó giảm là bởi vì sao? Bởi vì khi mà em sụp CO2 vào thì toàn bộ thằng này mất luôn. Được chưa? Thằng này mất luôn bởi vì chỗ này là đang là 74 gram này, em sụp CO2 vào thì là giai đoạn này của chúng ta là cứ em phải tưởng tượng như mỗi một mol CO2 nhá. Một mol CO2 nó sẽ tác dụng nó hết thằng này luôn. Nó hết thằng này tức là 40 cộng 34 là nó hết 74 gram. Bạn nào không hiểu phải nghe lại nhá, còn nếu mà cảm thấy mình không thể hiểu nổi thì bỏ, bởi vì đây là một câu khó. Còn nếu mà thích học ấy thì cố gắng nghe như này đã là dễ hiểu và thầy nghĩ rằng là đơn giản nhất rồi. Được chưa? Bây giờ tới cái thời điểm mà NCO2 của mình đây bằng 0,19. 0,19 nhá. Thì nó đang ở giai đoạn số 3. Mình biết được nó là giai đoạn số 3 này này, giai đoạn số 3 là cái giai đoạn mà nó đang hòa tan cái thằng N2CO3 đúng không? Và giai đoạn đây này. Từ N2CO3 biến thành NHCO3. Được chưa? Nghĩa là gì? Nghĩa là cái dung dịch của chúng ta ấy, ta điền số điện tích. Điền số điện tích thì dung dịch của chúng ta nó sẽ chỉ chứa là Na cộng. Na cộng thì em con là 8x rồi. 8x. Và nó sẽ chỉ có hai muối là HCO3- và CO2- thôi. Thì đây là CO3- và HCO3-. Thì em phải hiểu là cái CO3- ở đây ấy, CO3 trừ này khi mà từ đây ra đây nhá, thì nó chính là cái phần mà do cái thằng CO2 sụp vào. Cái CO2 để nó tác dụng chút từ đây đến đây là cái thằng CO2 tác dụng với CO3 trừ. Mà CO2 chúng ta tính được bằng 0,01 thì thằng này là 0,01. Bởi vì cái lượng CO2 này chính là cái lượng tác dụng với CO3 trừ. Còn thằng ở cuối này của em thì sẽ là lấy tổng là 0,19 là CO2 này. Trừ đi chạy vào trong này mất 0,01 này. Và trừ đi cái phần nó chui vào trong Ca cấu 3. Vì tới cái thời điểm ấy, vì tới cái thời điểm ở đây ấy, thời điểm này thì là kết tủa của chúng ta chưa bị tan. Nó phải sang tới đây nó mới bị tan, sang giai đoạn 4 nó mới bị tan, cho nên toàn bộ cái thằng kết tủa của chúng ta ấy, toàn bộ cái thằng Ca OH2 này chạy tất vào trong CaCO3 rồi. Thì cái thằng CaCO3 của mình sẽ là 12x. Được chưa? Các em phải trừ đi 12x rồi đây. Thì từ đây các em sẽ bảo toàn khối lượng thôi thì ta tính được x nhá. Thật sau đây các em bảo toàn là chúng ta bảo toàn điện tích vào thầy viết luôn nhá. Bảo toàn điện tích này thì ta sẽ có là 8x là điện tích dương bằng điện tích âm là 0,02 này cộng với 0,19 này trừ đi 0,01 này trừ đi 12x rồi ship zone bằng x của mình bằng 0,01. X bằng 0,01 thì cái m của chúng ta thì cam đấu ở đây thôi. Nhá, thì ta sẽ tính được m của mình chính là cái phần này nè. Tại 0,19 của chúng ta thì cái m là chính là tổng khối lượng của ba thành phần này. Các em tính được x rồi thì đương nhiên là các em tính được m nó sẽ bằng là 6,1. 6,1 đáp án của chúng ta là A nhá. Nào đây nhá, đây cái dung dịch cái dung, ở đây ở em phải hiểu là ở cái giai đoạn số 3 này này, đây nhá, mình biết được là cái chỗ mà bắt đầu từ đến cái thời điểm 0,19 này này thì cái dung dịch của mình nó đang ở cái chỗ này, hiểu chưa? Thì khi mà em tăng từ 0,19 đến 0,24 thì cái giai đoạn mà CO2 nó tác dụng với CO3 trừ là đây à. Từ đây đây là để nó tác dụng CO3 trừ. Thì cái phần tác dụng này chính là cái lượng CO2 thầy giả sử đây này. CO2 ở giai đoạn 3 tức là cái CO2 tác dụng với cái dung dịch ở giai đoạn 3 là thằng CO2 này là tác dụng với CO3 trừ. Nhá, cho nên cái thằng CO2 trừ này nó phải bằng cái thằng CO2 này. Hiểu không? Em phải hình dung là trong giai đoạn số 3 này này là từ đây đến đây là nó chỉ có là CO2 cộng với CO2 trừ thôi. Từ đây đến đây là CO2 cộng với CO2 trừ. Nhưng mà vì cái 0,19 của chúng ta nó đang chơi vơi ở điểm này, ở điểm giữa này, nhưng không phải cuối. Thì
thì em phải hiểu là từ đây nó đi từ đây đến đây là cái đoạn CO2 của chúng ta để tác dụng với CO2 trừ. Đấy thì cái thằng CO2 của mình nó phải bằng thằng CO2 trừ này vì tỷ lệ nó là 1:1. Có hiểu không? Nhá, chỗ này là có vẻ là cái dạng này rất mới nhá, khá là mới đấy. Thật ra là từ năm ngoái thì đã có rồi nhưng mà chưa thấy thi. Năm ngoái là đã có rồi và thầy cũng đã giảng dạy rất kỹ rồi nhưng mà chưa thấy thi. Nhưng nếu như mà nó thi vào cái tình huống này ấy, mà các em không chuẩn bị kỹ là rất nhiều bạn là tèo đấy, gần như là sẽ đơ. Trong phòng thi mà các em làm bằng những cái kiểu khác thì sẽ rất khó để có thể mà kịp được. Cho nên tốt nhất là theo thầy thì các em cứ phải chuẩn bị cho nó kỹ vào nha. Cố mà hiểu đi, đây là đã là giải dễ hiểu nhất rồi. Bây giờ tiếp tục nhá. Bây giờ tiếp tục là sang còn câu nào không? Đây 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 đây, câu số 13 đi. Đây đây, câu số 13 nhá. Thấy chưa? Câu số 13 này. Câu số 13 cũng là cái vấn đề mà CO2 sục vào trong dung dịch NaOH và CaO2 lần. Thì bây giờ chúng ta làm tương tự như vậy, các em sẽ tính cái lượng delta tăng này đây nhá. Thế này bây giờ là tính delta tăng ấy, delta M tăng để xem là nó rơi vào cái đoạn nào ở đây. Nó rơi vào cái đoạn nào? Tốt nhất em nhìn lên là đang giảm rồi lên 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 thì mình tính vào cái đoạn tăng này. Tính giai đoạn tăng để chúng ta xử lý. Thì bây giờ ta sẽ có cái delta M tăng. M tăng của chúng ta thì đây là từ M cộng 5,1 đúng không? Thì nó bằng 5,1 chia cho delta N của mình là 0,05. Đấy, cái này bao nhiêu nhá. Chúng ta phải biết được nó rơi vào cái thời điểm nào, rơi vào cái giai đoạn nào chúng ta mới xử lý được. 5,1 chia cho 0,05 rồi, 102. 102. 102. 102 đúng không? 102 thì các em thấy là nó cũng rơi vào là cái khoảng từ 62 đến 162 à. Đấy, thì nó nằm ở trong cái đoạn 100 102. Từ trong 102 của chúng ta là từ 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 62 102 nó rơi vào ở giữa. Thì ta cứ mạnh dạn ta ốp ở đấy đã. Ta tính toán. Ta tính toán. Thế thì ở đây chúng ta cũng làm tương tự như trên. Đấy, tương tự như trên, tức là đi từ đây sang đây. Đấy, đi từ 0,15 sang 0,2 thì nó sẽ là có hai phần. Tức là đi từ đây sang đây này là 0,05 đúng không? Thì nó cái lượng CO2 tổng là 0,05 này. Thì nó sẽ là cái phần CO2 tác dụng ở giai đoạn 3 đặt là A và một phần CO2 đi ở giai đoạn 4 lại đặt là B. Rồi cho đi từ đây từ 15 đến 25 này, từ 15 đến 20 này. Thì nó sẽ gồm nó đi qua hai cái giai đoạn. Nó là giai đoạn số 3 và giai đoạn số 4. Thì các em lại có một cái hệ đấy, là A cộng với B là bằng 0,05 số CO2 này. Cái khối lượng tăng thì ở giai đoạn 1 của chúng ta, giai đoạn 3 ấy, đây. Nhìn vào đây nhá. Giai đoạn 3 của mình đây là giai đoạn 3 đây này. Đây là giai đoạn 3 này. Đây là giai đoạn 4 này. Đây là giai đoạn 2 này, đây là giai đoạn 1 này. Thì giai đoạn 3 tăng là 162, giai đoạn 4 là 162. Rồi, các em lấy cái phần CO2 này ở giai đoạn 3 này là 62A mà ra cái phần khối lượng tăng. Tăng ứng với cái lượng CO2 ở giai đoạn 3 cộng với cái lượng tăng ứng với CO2 ở giai đoạn 4 là 162B thì bằng lượng tăng tổng là 5,1. Được chưa? Đấy. Giải ra mà nó ngon lành cành đào. Đấy, yên tâm. 1912 nào. 110,05 62 62 nào. 162 thì ra là 5,1. Đấy, đẹp đẹp, được chưa? A bằng 0,03. Rồi. A bằng 0,03 thì B bằng 0,02. Vì A cộng B bằng 0,05. Đấy, nó y như kia thôi. Thì bây giờ sau khi mà chúng ta tính được rồi. Tính được rồi đúng không? Tính được số mol đẹp này ta biết được là tại 0,15 này nó rơi vào giai đoạn 3. Thì tương tự như vậy thôi. Bây giờ ta có được là NCO2 bằng 0,15 thì cái M này này điền số điện tích cho M, M thì nó đang nằm ở cái vùng giai đoạn số 3. Đây 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 đây, em phải hiểu là giai đoạn số 3 đây. Giai đoạn số 3 là cái giai đoạn mà nó đang biến thằng N2CO3 thành NH2CO3.
Cho nên đấy, cái m này của chúng ta nó cũng chỉ gồm na cộng CO3 2 trừ và HCO3 trừ. Ta ốp vào thôi. Na cộng thì mình đang có đây là 10x rồi, 10x. CO3 2 trừ thì cái phần này là cái phần nó tác dụng với thằng CO2 ở giai đoạn 3 đây. A là 0,03 thì chỗ này là 0,03. Rồi tương tự như vậy, ông này thì tổng C là 0,15. 15 bây giờ 15 mới chui vào đây mất 0,03. Chui vào trong cái tủa là CaCO3 là 5x à, trừ đi 5x. Đấy, từ đây các em bảo toàn thể tích thì ra x được sẽ bằng là 0, x sẽ bằng 0,012. Được chưa? X bằng 0,012. Mà người ta bắt các em đi tính cái khối lượng kết tủa. Thì ở ở cái đây các em nhìn nhá. Ở cái thời điểm mà ở giai đoạn số 3 này này thì là kết tủa của chúng ta nó chưa bị tan. Nó chưa bị tan, chưa bị hòa tan. Cho nên chắc chắn là cái thằng M1 này của chúng ta ấy sẽ là bằng toàn bộ thằng kết tủa đây, kết tủa mắc M1 chính bằng mắc là bằng 6. Bằng 0,0 đây này, 5 nhân x, 5 nhân với 0,012 là bằng 0,06, tức là bằng 6 gam. Đấy, bằng 6 gam nhá. Thế còn ở giai đoạn thế thằng M2 thì các em chú ý là M2 thì cái lượng CO2 ở 4 này. Thằng 4 này này, cái thằng CO2 4 này này là nó dùng để nó hòa tan cái tủa. Có hiểu không? Đây này. Đây nhá. Cái phần mà cái phần 4 ấy, cái phần CO2 4 nó đi từ lên đây này. Đi từ lên đây chính là cái lượng CO2 nó hòa tan cái tủa này. Mà bây giờ hòa tan cái tủa thì tỷ lệ mol 1:1. Cái chỗ này B của mình nhá, B là 0,02 thì cái kết tủa bị hòa tan là 0,02. Lúc đầu nó là 6, bị hòa tan 0,02 chỉ còn 4. 4. Nhắm được ngay lập tức. 4 nhá. Như vậy thì M1 trừ đi M2 nó sẽ bằng 2. Cái này có trong đề thi không? Cái này là có trong nhiều đề thi thử. Nhá, cái này nó có trong nhiều đề thi thử và là một trong những ý tưởng khá là gây khó khăn cho các em nhá. Còn đề thi thật nó có thi không thì phải đợi nhá. Còn thi thật người ta có thi không thầy không biết. Nhưng thầy chỉ biết rằng nếu như mà đề thi thật nó thi vào cái câu như thế này ấy thì sẽ có rất nhiều bạn đơ. Thầy tin chắc là sẽ có rất nhiều bạn bị treo nhá. Sẽ có rất nhiều bạn bị treo. Bởi vì sao? Nhìn vào như thế này là cái riêng bình thường là chúng ta hay học cái kiểu kết tủa cơ. Đấy, thì các em rất là quen. Bây giờ ngược lại là người ta chơi cái kiểu chất tan như thế này là rất nhiều ông sẽ dép. Nhá, nó sẽ bị rất lạ đấy. Không phải là đùa đâu. Còn nếu các em làm bình thường theo kiểu kia không thể kịp được. Cho nên tốt nhất là nghiên cứu nó kỹ vào. Được chưa? Đấy, thầy cho hai câu đều là liên quan tới NaOH và CaOH hai lần để các em hiểu về cái ý tưởng cái mô hình đồ thị này. Được chưa? Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ được là nó có bốn cái quá trình. Một quá trình là giảm 74 gram, một quá trình tăng 26, một quá trình tăng 62, một quá trình tăng 162. Thì vào trong phòng thi nếu mà người ta có thể bố trí các em vào giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì các em đang bình thường nhá. Đang bình thường thôi. Bây giờ nhá, bây giờ là chúng ta lại tiếp tục sang cái mô hình tiếp theo. Đây. Đây, bây giờ là cái loại mô hình mà nó liên quan tới NaOH và BaO hai lần. Thì cái tư tưởng nó vẫn như thế. Các em phải hiểu hình dung là cái ý tưởng của chúng ta thì nó vẫn như thế. Chỉ có điều là các con số nó hơi khác đi một chút thôi. Nào bây giờ ta lại xem nhá. Bây giờ đây cái mô hình này. Thầy sẽ lại viết lại một lần nữa. Nào bây giờ các em lại nghe lại thêm một lần nữa, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Chúng ta lại hiểu sâu hơn vấn đề, được chưa? À, cái chỗ mà M2 bằng 4 gram á. Đây M2 bằng 4 gram thì em phải hiểu là Cái lượng CO2 ở giai đoạn 4 này này, cái phần CO2 ở giai đoạn 4 này là nó dùng để nó hòa tan cái tủa. Hiểu chưa? Đây nhá,
CO2 ở 4 này là hòa tan kết tủa, mà thằng B này bằng 0,02 thì nó sẽ có 0,02 mol kết tủa bị tan. Mà mắc của chúng ta là 6, nó bị tan 2 thì nó còn 4. Đấy, thằng này là thằng hòa tan. Hòa tan là 0,02 thì mắc là 6, hòa tan 2 thì còn 4. Nhá Hoàng Hoa nhá. Rồi, bây giờ nhá. Tương tự y xì như cái kia thôi, nhưng chỉ có điều là các cái con số nó sẽ khác đi thôi. À, ta lại viết này, đồ thị như này nhá, đồ thị đây. Các em phải viết thế này ra thì bắt đầu mình mới mường tượng ra được vấn đề. Còn nếu không mà dùng cái phương trình với lại sơ viết viết thì kia thầy thấy nó phức tạp lắm, rất khó để có thể giải thích được. Được chưa? Nào viết khôi này, thầy ơi kết tủa của thí nghiệm 2 tính cách nào? Thí nghiệm 2 đây thấy. Thì thầy đã nói rồi, thí nghiệm 2 đúng không? Thì em phải hiểu là cái thằng CO2 để tác dụng với ở cái phần giai đoạn 4 ấy là nó hòa tan kết tủa. Thì lúc đầu mắc của mình là đang là 6 đúng không? Nó bị hòa tan mất là 0,02 thì em trừ thôi. Đơn giản. À, Đình Hưng này ở giai đoạn số 3. Nào, ta xem là giai đoạn số 3. Đây đúng rồi, giai đoạn số 3. Giai đoạn số 3 của chúng ta là cái giai đoạn này đúng không? Tức là nó khi mà hết giai đoạn 3, tức là phải đến đây này. Nhá. Cái đây đây đây, lấy cái thằng này đi. Nào, lấy cái này bây giờ em nhìn nhá, giai đoạn số 3 của chúng ta thì em phải hình dung là khi mà nó đến đây là nó hết giai đoạn số 3 thì cái kết tủa cái chất tan của chúng ta mới là thằng này thôi. Nhớ, còn nếu như mà ở giai đoạn số 3 của chúng ta nó là cả một cái đoạn dài như này cơ mà. Còn nếu nó ở giữa thì nó vẫn gồm hai thằng là thằng này với thằng này. Khi mà nó đến tận cái đáy này thì nó mới là NaCl3. Đấy, hiểu chưa? Đình Hưng nhá. Nào bây giờ ta tiếp tục sang cái thằng BaOH2 lần với NaOH nhá. Thì chúng ta vẫn có tương tự như vậy. Chỗ này là số mol CO2 và đây là M chất tan. Chất tan của mình ở đây ấy, lúc đầu của chúng ta sẽ là NaOH và BaOH2 lần. Thế thì khi mà CO2 bằng 0, được chưa? CO2 bằng 0 thì cái chất tan của chúng ta là đang ở đây, được chưa, đang ở chỗ này. À, bây giờ nhá, bây giờ khi mà em sục CO2 vào thì bắt đầu là nó sẽ tạo ra cái quá trình một của chúng ta đây, một nhá, là từ BaOH2 lần biến thành là BaCO3 kết tủa xuống. Như vậy sục CO2 giai đoạn 1 thì toàn bộ chất tan này biến mất. Toàn bộ chất tan này sẽ biến mất bởi vì thằng này nó kết tủa. Cho nên cái độ giảm của nó chính bằng cái M thằng này thôi. Là bây giờ sẽ giảm xuống. Wow, cái ông mà cái thằng CaOH lần của chúng ta là 74. Còn thằng này của chúng ta thì sẽ là bằng 137 cộng với 17 nhân với 2 là 171. Đấy. Giai đoạn này của chúng ta nó sẽ giảm là 171. Vì sao? Vì cứ sụp một mol CO2 vào là cái chất tan BaOH lần này nó biến mất. Cho nên khi mà ta tính một mol nhá, một mol BaOH lần là sẽ giảm là 171 gram. Được chưa? Rồi. Tiếp tục sang cái giai đoạn số 2 là cái giai đoạn mà chúng ta biến thằng NaOH thành Na2CO3. Đấy. Thì bản chất của chúng ta ở đây giống như cái kia thôi, từ 40 trăm đến 6 đúng không? Thì nó sẽ tăng tăng lên. Tăng 80 mà sang 100 nó tăng là tăng vẫn là 26. Đấy. Bây giờ sang giai đoạn số 3 thì vẫn là Na2CO3 của chúng ta nó biến thành là 2 NaHCO3 thì từ 106 biến thành 164 thì nó vẫn tăng lên là tăng là 62 nhá, tăng lên ở đây.
tăng lên là 62, giống nhau, hai quá trình này giống nhau. 23 thì ở hai cái đều là như nhau. Và giai đoạn cuối là tăng lên thế này, là cái giai đoạn số 4, là từ BaCO3 biến thành là BaHCO3 hai lần. Thì BaHCO2 lần của chúng ta là 137 cộng với 61 nhân với 2 thì là 259. Được chưa? Chỗ cuối này là tăng này. Tăng là 259. Đấy. Tóm lại bây giờ em phải biết được là khi mà sục CO2 vào nó sẽ có 4 giai đoạn. Nó sẽ có 4 giai đoạn như thế này. Giai đoạn 1 thì sẽ giảm là một M sẽ tan giảm 171 gam. Giai đoạn 2 giảm tăng là 26. Giai đoạn 3 tăng 62 và giai đoạn 4 tăng 259. Thế thì khi mà chúng ta có như thế này, người ta cho cái bảng này này, thì các em phải nhìn xem là 0.08 nó nằm ở 1, 2, 3, 4 hay là bọn này ấy, cái những con số này nó phải nằm ở cái đoạn nào. Thì khi mà chúng ta biết được nó nằm ở cái đoạn nào ấy thì mình mới xử lý được. Còn nếu mà cứ nhìn một cách nó vu vơ như thế này, không biết nó nằm ở đâu thì rất khó để mà mình xử lý được nhá. À, bây giờ nhá, bây giờ ta xem là cái đoạn nào đi, đoạn cuối nó tăng này, đây, đoạn cuối này đi, chỗ này nó đang là giảm đúng không, đang có giảm thì rất có thể nó có thể là giảm xuống thì nó có thể là 1,2 hoặc là 1,3 cũng được. Ví dụ nó cái đoạn này nó ở đầu này xong nó lại xuống đây thì nó vẫn là 1,2 hoặc 1,3, chỗ này tăng. Nhưng mà bây giờ em cứ tăng như này, ta cứ giả sử nó là 23 đi, đây 3, hoặc là để ta xem cái độ tăng nó như nào. Đấy. Bây giờ ta mới tính cái delta M đi. Bài này đây. Cái đồ thị nó vẫn như thế. Thì ta phải dựa xem cái delta M của mình như nào thì chúng ta mới biết được nó nằm ở giai đoạn nào. Thế đây thầy đang giả sử nó ở giai đoạn 2 này đi. Được chưa? Thì cái delta M này của chúng ta là nó sẽ tăng một cái lượng là nào. Bây giờ nhá, lấy là 13,7 nào. Trừ đi 9,56 là ra là 4,14. Chia cho này, từ đây sang đây là 0,09. 4,14 này chia cho 0,09 thì là 46. 46 đúng không? Thì các em phải xem cái con số 46 của mình ấy thì nó chui vào cái chỗ nào. 46 thì ta thấy là nó sẽ rơi vào hai cái đoạn này. Đấy thì bây giờ cứ giả sử là cái số là thằng này là cho vào giai đoạn 2. Được chưa? Tăng là 26, còn cái thằng mà thằng này là giai đoạn 3 thì nó tăng là 62, bởi vì cái tổng tăng của chúng ta là 46, nó sẽ rơi vào cái vùng này. Thì chúng ta cứ giả sử như thế. Được chưa? Rồi bắt đầu mình làm bình thường, ta lại có là chúng ta lại biết được là từ cái chỗ 0,16 đến 0,25 này nè. Nhá. Tức là cái đoạn mà nó CO2 của chúng ta này. CO2 của mình từ 0,16 đến 0,25. Được chưa? Tức là lượng này của chúng ta là 0,09 thì nó sẽ đi từ cái giai đoạn số 2, tức là CO2 ở giai đoạn 2 và CO2 ở giai đoạn 3. Đấy, ta giả sử như thế. Tổng là 0,09, chỗ này là A, chỗ này B. Thì em sẽ có cái hệ là A cộng với B là bằng 0,09. Và ở giai đoạn 2 thì tăng là 26, thì có A mol thằng này sẽ tăng là 26A. Giai đoạn 3 tăng là 62 thì cộng với 62B thì bằng tổng tăng là 4,14. Được chưa? Rồi bây giờ ta mới đi ta dò xem AB thế nào. À, 1912 0,09. Thằng này là 26, này 62, này là 4,14. Con số rất là đẹp, được chưa? Thì A của mình bằng 0,04, B bằng 0,05. Được chưa? Đẹp như vậy thì cứ yên tâm thôi, đẹp như vậy thì yên tâm mà vỗ vào. Đấy. Thì bây giờ ở cái chỗ 0,16 này, thí nghiệm 2 nó đang ở chỗ này. À, được chưa? Chúng ta biết được là cái 0,16 này, bắt đầu là 0,16 là cái dung dịch của mình nó đang nằm ở đây. Đây là tức là cái 9,56 này. Cái 9,56 này nó nằm ở chỗ này. Thì ta sẽ điền số điện tích.
điện số điện tích, tức là cái CO2 của chúng ta bằng 0,16, thì cái dung dịch của mình là 9,56 này, nó sẽ nằm ở cái giai đoạn đây, chỗ này. Được chưa? Chỗ này là giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là nó đang biến NaOH thành Na2CO3. Thì cái dung dịch của mình ấy, nó sẽ có Na cộng. Na cộng thì chúng ta biết ở đây rồi là X. Đây là Na cộng là X. Phần còn lại sẽ là OH trừ và CO3 2 trừ. Thì em phải hiểu là phải hiểu là cái lượng CO2 ở 2 này nè. Lượng CO2 ở 2 là nó để nó tác dụng với cái thằng OH trừ này. Được chưa? Đấy, cái lượng CO2 ở 2 này nào là dùng để tác dụng với thằng OH trừ. Thế thì vì là CO2 của mình ở đây A là 0,04, cho nên thằng OH trừ của chúng ta nó phải là 0,08. Được chưa? Chúng ta phải hiểu như thế. Chúng ta hiểu như thế. Còn thằng CO32 trừ này của chúng ta thì mình sẽ dùng, các em có thể dùng là bảo toàn điện tích thôi. X thì X trừ đi 0,08 chia 2. Được chưa? Đó. Thì từ đây các em sẽ có là bảo toàn khối lượng có tổng bọn này có. Thì đây ta sẽ mò ra được X, thầy tính được bằng 0,2 nhá. X bằng 0,2. X xì bằng 0,2. Bây giờ người ta bắt chúng ta đi tính X y, X và y. X và y. Thì mình có thể là chúng ta có được là tổng cái thằng X này của chúng ta là X là chúng ta tính được rồi bằng 0,2 nhá. Nào bây giờ để xem tính thằng Y này, chúng ta sẽ tính thằng Y như thế nào. Thì tại cái thời điểm 0,16 này của chúng ta đúng không? 0,16 thì trong tính Y kiểu gì đúng không? Thằng Y này là kết tủa hết rồi đúng không? 0,16 này. 0,16 thì ta có thể tính được toàn bộ thằng C này 0,16. Thì bây giờ ta chiếu vào đây thằng này bằng bao nhiêu nào? Thằng này sẽ bằng 0,2 nhá, 0,2 trừ đi 0,08 là còn 0,12 chia 2 là 0,06. Được chưa? Thế thì các em sẽ có là tổng cái lượng CO2 này 0,16 này. Bảo toàn carbon thôi, cái này mình bảo toàn carbon. Thì tổng CO2 của mình là 0,16 nhá, 0,16. Ôi hết mực à. Nó sẽ chui vào đây là 0,06. Được chưa? Và phần còn lại thì nó chui vào trong kết tủa thôi. Kết tủa là BaCO3. BaCO3. Thì cái BaCOA của chúng ta này là Y đúng không? Là Y. Thì Y của mình sẽ là bằng 0,1. Thế thì ta sẽ có được là X trừ đi Y sẽ bằng D nhá, D. Được chưa? Ở đây các em lưu ý là người ta phải cho nhiều thí nghiệm để chúng ta phải đi ta loại các tình huống. Bởi vì là khi mà ta xét ở đây là từ giai đoạn 2 sang giai đoạn số 3 ấy, thì nó tăng. Nó tăng thì chúng ta mới tăng như vậy đúng không? Ta mới chọn là 23. Đấy. Ở đây nhá. Bởi vì là chúng ta thấy delta M tăng là 46 thì ta mới chọn là nó đang ở giai đoạn số 2 và giai đoạn số 3. Ở đây là giai đoạn 4. Đây là giai đoạn 1. Thực ra thì các em thấy là từ 2 mà lên tới 4 thì nó vẫn có thể nằm trong giai đoạn là vẫn có thể nằm trong cái khoảng, tức là 46 ấy. 46 nó cũng có thể nằm là giai đoạn 2 mà nó thành 3 giai đoạn, nó phải lên là 3 giai đoạn 2 3 4. Tức nó dài như này luôn. Đấy. Vì vậy cho nên trong quá trình làm ấy thì chúng ta ở đây là mình đang chọn một tình huống, giống như kiểu thi trắc nghiệm thầy nói rồi, không phải biện luận, cứ chọn đẹp mà chúng ta chơi, còn nếu không đẹp tính tiếp. Được chưa? Nào bây giờ tính Y nhá. Y thì bây giờ em nhìn là cái lượng CO2 này nào. Y ta đang tính rồi ở giai đoạn 2 tính vào đây đúng không? Thì em phải hiểu là cái lượng CO2 của mình là 0,16, nó làm hai việc.
đây một việc là đưa thằng này về cái tủa là BaCO3 và một việc là biến cái thằng đó thành N2CO3. Hay nói một cách khác, tổng cái lượng CO2 này nó sẽ chui vào hai chỗ, một là chui vào trong N2CO3 ở đây mất 0,06, phần còn lại chui vào cái tủa BaCO3 thôi, nhớ huy phan. Mà cái thằng BaCO3 này của chúng ta thì là chính là y mon đây này, chính là y. Thì các em chỉ việc lấy tổng 16 trừ đi 0,16 thì ra y là 1 thôi. X trừ y sẽ là 0,1 là D. À, được chưa? Nói chung thì những cái mô hình này của mình nhé. Cái mô hình này của những cái mô hình này thì nó hơi mới cho nên là các em chịu khó chúng ta xem kỹ lại vào. Xem kỹ lại vào nhá để nếu mà nó có thi vào thì chúng ta xử lý được. Bây giờ ta tiếp tục sang cái số 11 rồi nhá. Đây. Đây nhá, đây đây này, cái số 11 này các em thấy là chúng ta cũng có cái mô hình là x NaOH với BH hai lần. Người ta cho các em là ba thí nghiệm như này. Được chưa? Cho ba thí nghiệm như này. Thì bây giờ các em chúng ta xem nhá. Mình sẽ tính 1 với 2 đi. 1 với 2 này. Thì cái giai đoạn này của chúng ta này, cái giai đoạn này nhá. Ta tính cái delta M ở đây. Delta M to ở đây sẽ bằng là đây là ta nhìn vào đây nhá, cái đồ thị này các em phải lúc mà đi thi các em phải viết ra này. 171 26 62 và 259. Được chưa? Ừ. Ta sẽ có là thằng này là delta M là nó giảm là 28,23 trừ đi 7,71 chia cho 0,24 trừ 0,12. Rồi. Thì bằng là 171. 171 nó đúng nó bằng ở đây luôn. Đúng bằng đây. Đây nó đúng như này. Thế thì ta phải hiểu được là ở giai đoạn ta các em phải hình dung là thí nghiệm 1 đấy là nó đang nằm ở đây. À, thí nghiệm 1 nằm đây. Thí nghiệm 2 cả hai thằng này đều vì nó cái delta M nó đúng bằng 171 thì nó phải đều nó nằm ở cái đoạn này hết. Thì nó mới giảm đúng 171 được. Thì cái số 2 của chúng ta nó phải nằm ở đây, nó cũng nằm ở cái giai đoạn 1 hết. 1 và 2 đều nằm ở giai đoạn 1. Sau khi xong rồi sang giai đoạn 3 thì nó tăng lên. Nó tăng lên đúng không? Tăng lên thì bây giờ xuống cái kịch đáy nó tăng lên như này thì nó có thể là đến cái thí nghiệm số 3 là nó có thể nằm ở đây. Nằm ở đây hoặc thậm chí nó có thể nằm ở đây. Thì chúng ta cũng giờ phải đi thử thôi. Chỉ biết được là 1 với 2 nằm ở đây. Nhưng mà sang đoạn số 3 thì có thể nằm ở đây. Bởi vì nó cứ cao hơn gọi là nó sẽ tăng lên là được. Nó cao lên, nó sẽ bắt đầu nó tăng lên. Tăng lên thì nó có thể sang đây hoặc sang đây. Đúng không? Thì chúng ta sẽ mường tượng được, mình án được là cái hướng của bài toán ấy thì mình sẽ xử lý được. Được chưa? Nhá. Nào, bây giờ nhá. Bây giờ ta xử lý nào. Tại cái thời điểm này, thí nghiệm 1 tức là với cái NCO2 NCO2 bằng 0,12. Được chưa? Bằng 0,12. Thì ta biết được là cái chất tan của chúng ta này, cái chất tan của mình nó nằm ở cái giai đoạn này rồi. Giai đoạn 1. Đấy, giai đoạn 1 nhá. Thì chúng ta sẽ có là 28,23. Khi mà nó nằm ở giai đoạn 1 này nào. Giai đoạn 1 này của chúng ta nhá thì nó chỉ biến được cái thằng BaOH hai lần và BaCO3 thôi. Nghĩa là gì? Nghĩa là NaOH chúng ta chưa phản ứng gì hết. Thì ta coi như đây NaOH là vẫn là x gì? X thì vẫn là x thôi. Rồi. Còn cái thằng BaOH hai lần dư. BaOH hai lần dư. Thì lúc đầu của mình có là y. Y. Và vì CO2 phản ứng là 0,12 cho nên ở cái giai đoạn này là thì cái kết tủa của chúng ta là BaCO3 nó sẽ bằng 0,12 luôn. Vì toàn bộ thằng này nó sẽ tác dụng với BaOH hai lần để biến thành BaCO3. Cho nên thằng này sẽ còn lại là trừ đi 12. Đấy. Có hiểu không? Hình dung ra không? Đây là chúng ta được một phương trình. Bây giờ các em phải cố mà bới ra cái phương trình thứ hai. Bới ra phương trình số 2 nha. Thì hai thằng này chúng ta dùng rồi còn mỗi cái thông số này thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ đấu vào đây, xử lý cái thằng này. Thì ở thí nghiệm 3 này, thí nghiệm 3 này thì nào bây giờ mình cứ làm thôi nhá. Các em sẽ lựa chọn cho thầy một số những cái điểm ở đây để chúng ta xử lý. Chúng ta xử lý làm sao cho nó gọn nhá. 28,23. 28,23 là em phải hiểu là cái dung dịch của mình, đây là khối lượng chất tan. Khối lượng chất tan mà ta biết được ở tại cái số 0,12 này này. Tại chỗ 0,12 này thì M chất tan nó đang nằm ở đây. Nằm ở đây thì cái thằng BA phát lần của chúng ta là vẫn còn dư. Bởi vì phải đi tới đây thì nó mới hết. Nhá, còn đang nó đang ở trên này thì nó vẫn dư. Nó dư như vậy cho nên là cái chất tan của chúng ta nó sẽ gồm hai thành phần này. Nhớ mai hòa nhá. Bây giờ đến cái thời điểm mà 10,12. 10,12 tức là NCO2 là bằng 0,36. Đây, CO2 là 0,36. Thì bây giờ 10,12 này nó sẽ gồm là những cái gì? Thì mình phải xem, mình giả sử như là cái M chất tan ứng với 0,36 ấy. Chúng ta phải giả sử thôi, nó có thể là ở giai đoạn số 2 hoặc giai đoạn số 3 hoặc là giai đoạn số 4. Ở đây nhá, thầy sẽ lấy giả sử nó nằm ở giai đoạn số 3 này đi. Thì khi mà nó làm giai đoạn số 3 thì chất đây này, em nhìn thế này. Thì cái chất tan của chúng ta nó sẽ gồm là N2CO3 và NHCO3. Nó gồm hai thằng này. Đấy, còn nếu là giai đoạn số 2 thì chất tan của chúng ta gồm hai thằng này. Còn nếu như nó là giai đoạn số 4 này thì chất tan của chúng ta sẽ gồm là thằng này và NHCO3. Đấy, nhá. Thì ở đây ta đang giả sử như thằng này nó ở giai đoạn số 3 thì nó sẽ gồm có NA cộng. NA cộng thì mình có là x gì. Phần còn lại là Na2CO3 và NaHCO3 thì thầy giả sử nó đẩy tất thành NO32CO32 trừ đi. Phần còn lại là H cộng. Đấy. Thì đến cái thời điểm CO2 bằng 0,36 này thì cái thằng cờ của chúng ta là 0,36 nhá. Tổng là 0,36 nó chạy vào trong BF 2 lần Y rồi. Thì nó chỉ còn lại là, bởi vì đến cái 0,36 giai đoạn 3 thì kết tủa của mình là BaCO3 là Y. Cho nên cái thằng cờ của chúng ta sẽ là 0,36 trừ đi Y. Đấy. Thằng này thì các em sẽ dùng bảo toàn điện tích. Ta sẽ lấy tổng, vì đây là có dương thì là, vì nó HCO3 trừ nhá, cho nên chỗ này ta thành H cộng. Nhá. Ta sẽ lấy thằng này là tổng âm là 0,72 này trừ đi 2y trừ đi x. Thì các em sẽ được một cái phương trình nữa. Chỗ này các em được một phương trình là 23x cộng với 60 nhân với 0,36 trừ đi y cộng với 0,72 trừ đi 2y trừ đi x thì bằng là 10,12. Đấy. Đỗ đại học thầy ơi, sao mình không tính delta M giảm ở thí nghiệm 2 với thí nghiệm 3? Nào các em có thể chỗ này là nó tăng đúng không? Chỗ này có thể là nó tăng nhá. Tăng nhưng mà khi mà nó tăng lên như thế thì chúng ta cũng tùy thôi, các em có thể tính cái delta M tăng này để xem nó vào đoạn nào nhá. Nếu mà bây giờ em tính nhá, tính tương tự như vậy. Tăng lên này các em sẽ lấy là ví dụ thầy đang tính tăng là 10,12 nhé. 10,12 các em trừ đi 7,71. Đấy, chia cho 0,12. Thì nó tăng là 20,08. Đúng không? Đây này, hai nó tăng là cái số này tăng là tương đây thôi. Nhưng mà thật ra khi mà tăng như thế này ấy thì chúng ta cũng không thể khẳng định được là nó đi từ đây sang đây. Mà đây thật ra là mà ở đây chúng ta lại biết được là nó tăng như là tăng 20 này đúng không? Thì ở đây ấy cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này chúng ta tính ở đây là chúng ta cam tính thôi. Người ta cho cả ba thông số này cho nên chúng ta tính hai khoảng. Cái khoảng 1 với khoảng 2 nó đẹp bằng đúng 171 thì chắc chắn là đi từ 1 sang cái 2 này. Nó đều phải làm ở giai đoạn 1 tất thì cái delta M nó mới đúng vào 171 nhá. Còn đi từ 2 sang 3, đi từ 2 sang 3 thì cái delta M tăng là tương đây. Tăng là tương đây thì các em thấy là nó có thể là tăng thì từ 2 sang 3 nó có thể đi từ
từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, hoặc là từ giai đoạn 1 đi xuyên sang giai đoạn 3. Và thực tế ở đây thì nó chính là đi từ giai đoạn 1 xuyên sang giai đoạn 3. Được chưa? À, nó hơi nòng ngoằng hơn một chút xíu. Thì chúng ta hiểu bản chất, sau đó là các em cứ làm cho nó vào giai đoạn gì đó thôi. Chọn chọn một cái thí nghiệm này vào một giai đoạn, sau đó chúng ta làm bình thường. Nhá. Như đây thầy chọn cái số mà 10,12 này này. Ở thí nghiệm 3 này thì bắt đầu nó rơi vào giai đoạn 3. Rơi vào giai đoạn 3 thì cái chất tan của mình chỉ là thằng này thôi. Thì chúng ta giải cái hệ này ra. Có cái phương trình này kết hợp với phương trình ở bên trên này. Đây chúng ta có tổng khối lượng bằng đây rồi. Tổng khối lượng ở dưới bằng đây thì các em sẽ tìm ra được x và y. Thầy viết luôn cho nhanh nhé. X là bằng 0,15. Còn y thì bằng là 0,25. Y bằng 0,25. Bây giờ người ta bảo là tính cái khối lượng kết tủa thu được ở thí nghiệm 3. Đấy, thí nghiệm 3 thì các em thấy là thí nghiệm 3 nhá, thì tức là nó đang nằm ở cái vị trí số 3 này. Đây, đang nằm ở vị trí số 3 nghĩa là toàn bộ cái thằng BaO2 đã bị kết tủa hết. Hiểu chưa? Nó bị kết tủa hết. Mà cái thằng Ba của chúng ta là Y. Cho nên kết tủa của chúng ta chính là BaCO3 luôn. Đấy, thằng này nó sẽ là BaCO3. Là 0,25. Thì các em sẽ lấy là 0,25 nhân với 197 là 49,25 là D. Đấy, đúng rồi nhá, Mai Hoàng này. À, nó hoàn toàn có thể nhảy cóc được. Ví dụ nhá, chúng ta là ở đây chúng ta có là cái đi từ đây sang đây. Thằng này tăng là 62, này tăng là 100, thằng này tăng là 259. Giả sử như em có một cái delta M của chúng ta ấy. Delta M này ví dụ bằng 70 chẳng hạn, hoặc bằng 80. Thì ta thấy được là 80 thì nó có thể nằm ở trong cái đoạn từ 62 đến 259. Đúng không? Nó cũng thể nằm là từ 26 đến 159 được, cho nên là hoàn toàn nó có thể đi một phát là đi qua cả hai giai đoạn luôn. Chứ nó không phải luôn luôn ở hai giai đoạn bất kỳ. Nhá. Không phải lúc nào nó cũng ở hai giai đoạn liền nhau. Mà thế thì những cái ví dụ trên tại sao thầy lấy liền nhau? Bởi vì là chúng ta đang chọn thôi. Ta giả sử nó liền nhau thôi. Nếu mà bấm nó đẹp như vậy thì chúng ta lấy luôn. Còn nếu mà nó không đẹp thì chúng ta lại phải chuyển sang là nó ở có thể nhảy cóc. Nó có thể nhảy cóc từ 1 sang 3 chứ không phải là từ 1 sang 2 nha, hoặc từ 2 sang 3, mà nó có thể chuyển từ 1 sang 3 luôn. Ok chưa? Nhưng mà thường thì nó ít nhảy cóc như thế này. Đưa vào ví dụ này để các em thấy là nó có thể xảy ra, để lúc mà nó thi vào các em không bị hoảng. Tóm lại thì đây cũng là một cái dạng toán nó hơi lằng ngoằng ấy. Nó hơi lằng ngoằng cho nên là thôi cố hiểu vào nhá. Chưa hiểu lắm thì tị chịu khó xem lại. Rồi, nguyên tắc của mình là cứ phải số đẹp nhá. Đúng. Cứ chọn mà nó liền kề với nhau, chúng ta cứ chọn liền kề với nhau số đẹp thì ok. Tính, còn nếu không thì chúng ta nhảy tiếp sang giai đoạn số tiếp theo. Tư duy là như vậy. Không có thời gian mà đi biện luận xong là chứ tuyệt đối không được biện luận là nó liền nhau hay nó nhảy cóc. Cứ làm đi chứ cứ cho liền đi. Nếu mà nó không được thì là chúng ta sẽ cho nhảy lên. Cách là như vậy nhá. Là bây giờ nhá, cái loại cuối cùng nữa. Cũng là ở đây chất tan, đúng không? Chất tan ở đây nhưng mà người ta cho vào đây. Thì bây giờ thầy sẽ viết luôn cái này vào đây nhá. Tư tưởng vẫn là như vậy thôi. Tư tưởng vẫn là đây là cái số 1HCl này. Còn ở đây là chúng ta có M chất tan này. Chúng ta sẽ đi xét từng đoạn một. Đầu tiên HCl bằng 0. Thì cái dung dịch của mình ở đây nó gồm hai thành phần là NaOH và Na2CO3, được chưa? Khối lượng nó sẽ là ở đây. Ví dụ như thế. Bây giờ khi mà em cho H cộng vào. Không không. Giai đoạn 3 nó đã bị tan đâu. Đây đây nhá. Hết giai đoạn 1 là kết tủa mắc là 0,25 đúng không? Như Trần Minh Hiếu nhá. Sang giai đoạn 2 là nó đang CO2 tác dụng với NaOH nhá. Giai đoạn số 3 là Na2CO3 biến thành NaHCO3 nhá. Phải sang giai đoạn 4 thì nó mới tan. 4 thì nó mới tan, mà nó đang ở 3 là nó chưa tan. Đang ở 3 là chưa tan, nhớ Hiếu nhá.
cho nên nó vẫn là mắc. Giai đoạn 3 là kết tủa vẫn đang mắc bởi vì chưa tan, 4 nó mới tan. Rồi bây giờ này, sụp sụp cái thằng cho HCN ở đây thì em phải hiểu là cái nó sẽ phản ứng là từ thằng NaOH, đúng không? Từ NaOH, chất tan của mình là từ NaOH nhá, biến thành NaCl. Đấy thì bây giờ phải xem cái độ tăng nhá, đang là 40. Đang là 40 mà tăng lên 58,5 thì nó sẽ tăng một cái lượng. Tôi phải viết ra cho nó dễ này, tăng một lượng ở đây, giai đoạn 1 nó tăng lên. Đây nhá, từ 40 mà sang 58,5 nhá. Mình cho M kết tủa thì mình dùng đồ thị hình thang cân. Ừ đúng rồi. Đồ thằng chính xác đấy nha, đồ thằng thang cân chính xác rồi. Nhưng mà thường thì thầy cũng không ít khi thầy làm hình thang hay hình thiếc gì cả mà thầy dùng phân chia nhiệm vụ của CO2 nhá. Nào, nhưng mà cái loại đồ thị ấy thì nó lại rất dễ, nó dễ hơn rất nhiều so với cái việc chất tan thế này. Nào bây giờ nhá. Từ Na chất tan của mình là NaOH tức là 40 tăng lên 58,5, tức là nó tăng là từ 40 58,5 là tăng 18,5. Rồi, tăng 18,5. Đây là giai đoạn 1, đây là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là từ thằng Na2CO3 biến thành NaH, biến thành thằng Na này vẫn còn nguyên nhá, tức là CO3 2 trừ đấy, sẽ biến thành HCO3 trừ này, viết thế này. Và Cl trừ. Đấy, tức là từ CO3 2 trừ biến thành thằng Na này giữ nguyên rồi, biến thành HCO3 trừ và Cl trừ. Vì chất tan nó phải chứa hai thành phần này chứ không phải là độc HCO3 trừ. Chú ý cho thầy như vậy. Thế thì ở đây sẽ là bao nhiêu nào? Chỗ này nhá, chỗ này sẽ là bằng khối lượng của chúng ta là 35,5 nào. Kem cộng với 61 trừ đi 60 thì nó tăng là 36,5. Đấy. Giai đoạn số 2 tăng 36,5. Rồi. Thì bắt đầu là cho nó cao cao lên này, đấy, giai đoạn 2 nhá. Tăng 36,5. Thì các em phải biết được cái độ tăng này thì nó làm nó y như kia thôi. Hiểu chưa? Tại sao lại 36,5? Bởi vì từ CO3 trừ là 60 tạo thành HCO3 trừ và Cl trừ. Thì các em lấy 35,5 cộng 61 trừ 60 thì ra 36,5. Rồi. Bây giờ sang giai đoạn số 3. Giai đoạn số 3 của chúng ta là từ HCO3 trừ. Đấy, từ HCO3 trừ chuyển thành Cl trừ. Thì từ 61 mà chuyển về 35,5 thì nó sẽ giảm đúng không? 61 trừ 35,5 thì nó giảm là 25,5. Đấy. Nào về giảm. Giai đoạn 3 của chúng ta giảm là 25,5. Nó có 3 giai đoạn. Thì bây giờ cũng tương tự như các cái bài trên để chúng ta tính toán xem nó như thế nào nhá. Chúng ta sẽ tính toán như nào. Bây giờ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đây, kem thì nó tăng này, chỗ này là nó giảm đúng không? Thì bây giờ ta giả sử ta tính cái delta M ở đây đi. Ta cứ chơi thôi, chúng ta cứ tính delta M chơi chơi xem nó thế nào, chúng ta giả sử thôi. Nào. 31,98 trừ đi 26,86 đúng không? Chia cho 0,16 thì nó ra là 32. Đấy. Ra là 32 nhá. Tức là cái đoạn này từ thí nghiệm 1 sang thí nghiệm 2, tức là số CO2 từ 0,16 sang 0,32 thì delta M bằng 32. Tăng là 32 thì nó nằm ở trong đoạn này. Được chưa? Nghĩa là gì? Ta có thể hiểu là cái thằng HCl này từ đây này nó sẽ đi từ đây sang đây. Đấy, nó đi từ điểm này sang tới điểm này. Các em phải hình dung như vậy, chúng ta giả sử như thế. Chúng ta cứ giả sử, bởi vì nó 32 nằm trong cái đoạn này, cứ giả sử đây á. Số đẹp chúng ta chơi, không đẹp thì tính tiếp. Được chưa? Nhá. Đấy, nó đi như này. Thì từ 0,16 đến 0,32 nó đi là 0,16. Thì chúng ta giả sử ở đây cái HCl ở giai đoạn 1 là A, HCl phản ứng ở giai đoạn 2 là B. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ có cái hệ phương trình là A cộng với B bằng tổng số mol phản ứng là 0,16. Đấy. Và giai đoạn, và cái độ tăng là tăng của chúng ta ở đây thì tăng thì ở giai đoạn 1 của chúng ta tăng là 18,5 đúng không? Là 18,5A cộng với độ tăng giai đoạn 2 là bằng 36,5B.
thì bằng tổng khối lượng tăng. Tổng khối lượng tăng của chúng ta là các em lấy 31,98. 31,98 trừ đi 26,86 thì là 5,12. Ok chưa? Rồi. 5,12 bây giờ ta đi bấm 1912 11 0,16 thằng này 18,5 36,5 5,12. Rồi thì nó bằng là 0,04. Số đẹp nhá, số đẹp là ok. A bằng 0,04, còn B thầy bấm ra bằng 0,12. Đấy. B 0,12 là đẹp rồi. Được chưa? Số rất đẹp này, yên tâm. Bây giờ người ta hỏi các em là x cộng y là cái gì? Ở đây chứa là x mol NaOH và y mol N2CO3. À. Thế thì từ đây rồi chúng ta đi ta điền số điện tích nhá. Tại cái thời điểm này này. Đây, 26,86 là một chỗ này. Đấy, thì chúng ta đi ta điền số điện tích này. 28,86 26,86 chính là cái chất tan nó nằm ở vị trí nào. Và cái vị trí này của chúng ta là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 thì nó đang là NaOH biến thành NaCl. Tức là gì? 26,86 là thí nghiệm 1, đúng không? Thí nghiệm 1 thì là đi từ 1 sang 2 đây. Được chưa? Thì ta sẽ có này. Thằng Cl trừ của mình này, Cl trừ là 0,16. Cl trừ là 0,16. Tiếp theo là đến thằng OH trừ 0,16 nhá, thì là cái phần em phải hiểu cái phần A này, nó cái phần H cộng này. Đây là cái phần A này, cái phần A là đi từ đây đến đây này. Đi từ đây đến đây chính là cái phần mà cái phần mà cái thằng H cộng chúng ta tác dụng với lại OH trừ nhá. H cộng tác dụng OH trừ thì cái OH trừ này của chúng ta sẽ bằng A ở đây. A là 0,04 thì thằng này là 0,04. Còn cái thằng CO32 trừ thì nó chưa phản ứng gì hết bởi vì OH trừ vẫn dư. Mà CO32 trừ của chúng ta thì là đây, là y. Cái này thằng này là y. Đấy, từ đây các em suy ra là thằng Na cộng. Na cộng của chúng ta thì các em bảo toàn cộng tất bọn này vào sẽ là 2y cộng với 0,2 nhá, 2y cộng 0,2. Thì từ đây các em tính cả cái tổng này của chúng ta là theo một ẩn y thôi, có khối lượng ở đây rồi. Thì ta suy ra được là y sẽ bằng là 0,15. Đấy. Y là bằng 0,15. Được chưa? Thì thằng này sẽ là bằng bao nhiêu? Là bằng 0,5, không phải y đây, 2y là 0,3 là 0,5. Mà các em hình dung là tổng với thằng NA này. Tổng với thằng NA này nhá. Tổng thằng NA này chính là bằng thằng NA trên này, hai thằng NA này thì là x cộng với 2y. Đây này, x cộng 2y. X cộng 2y nó chui tất vào đây. Thì các em sẽ có là x cộng với 2y bằng tổng là A đây là 0,5. Mà ta có y bằng 0,15 rồi. Thì chỗ này ta suy ra x của chúng ta sẽ bằng 0,5 trừ đi 0,3 là x bằng 0,2. Được chưa? X bằng 0,2. Thế thì người ta bảo chúng ta là x cộng y bằng bao nhiêu? Thì x cộng y của chúng ta sẽ là bằng 0,2 cộng với 0,15 là 0,35. Thì ta chọn vào C nhá. Đấy. Huy Phan này, 18,5A là cái hệ. Đấy thì thầy đã nhắc rồi, còn thì ta tính cái delta M bằng 32 đúng không? 32 ta cho là đi từ 16 đến 32 này, không không phải 16 đến 32 là từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2. Đây. Giai đoạn 1 của chúng ta ấy, giai đoạn 1 của chúng ta là nó tác dụng, nó biến thành NA hóa thành NaCl. Còn giai đoạn 2 là biến Na2CO3 thành HCO3 trừ. Chất tan của chúng ta sẽ biến thành HCO3 trừ và Cl trừ. Giai đoạn 3 là từ HCO3 trừ chuyển thành Cl trừ. Cái này phần đầu thì đã nói kỹ rồi. Để các em hiểu tại sao nó có cái phần tăng 18,5, tăng 36,5 và giảm 5,5. Thì bạn nào cần thì có thể xem lại nhá. Bài này ở đây các em phải hiểu là tất cả những cái bài này là chúng ta đang chọn, chúng ta đang giả sử một cái tình huống. Nếu mà thấy nó chẵn rồi, nó thấy nó chẵn thì chúng ta, cái điều mà chúng ta giả sử là đúng. Còn nếu như mà khi mà các em giả sử như là nó đi từ 1 sang 2 này, nó bị lẻ cái này, lẻ hoặc là nó sai,
thì bắt đầu là mình phải cần đến các thí nghiệm sau này. Nhưng bởi vì đây mình không biện luận gì hết cả, mà mình chỉ là giả sử nó ở tình huống thôi, cho nên là không cần thí nghiệm ba. Được chưa? Yên tâm, những cái bạn này thì số nó phải đẹp như vậy, không thể nào mà nếu mà khi mà các em làm số nó lẻ hoặc nó bị âm ấy, thì bắt đầu chúng ta mới cần phải suy nghĩ đến các cái số đằng sau này. Đó, được chưa? Lưu ý một chút nhá, như cái phần mà cái đồ thị của chúng ta nó liên hệ tới tới cái chất tan này là khá là phức tạp. Nó liên quan tới chất tan này là rất là phức tạp. Vì vậy cho nên nếu bạn nào mà cảm thấy không yên tâm được chưa? Thì chúng ta xem cho nó kỹ vào. Câu này thầy nghĩ là một câu rất khó nhá. Những cái loại mà dính tới thí nghiệm mà lại cho liên quan đến khối lượng chất tan này này là một câu rất khó. Đặc biệt là những bạn nào mà chưa làm ấy. Nếu mà các em chưa bao giờ làm thì thầy nghĩ trong vòng thi gần như là Only C nhá. Only C, Only B hoặc là Only A thôi. Được chưa? Cứ tự động mà khoanh như vậy thôi. Chứ còn để mà tư duy ra mà làm được thì như này không hề đơn giản. Không đủ bình tĩnh, bởi vì là chúng ta không có đủ thời gian đâu, và nó sẽ thuộc cái câu gọi chốt trong này thôi, nhưng mà nếu mà thi vào là sẽ rất nhiều cơ số là khoanh nhiều đấy nhá, rất nhiều cơ số là khoanh nhiều. Rồi bây giờ thầy xin kết thúc cái bài học ở đây nhá. Bạn nào mà vẫn còn lơ tơ mơ liên quan đến cái đồ thị này thì phải tự xem lại, bởi vì thầy nhắc lại với em là đây là một cái vấn đề nó mới, và để mà hiểu sâu áp dụng được ấy thì cố gắng là chúng ta xem kỹ kỹ vào. Chứ còn nghe không mà không không ngẫm ấy thì là có thể là thi vào thì vẫn đơ đấy, không phải đùa đâu. Biết đâu mà thi vào câu này thì sao, nếu mà thi vào câu này sẽ có ti tỷ bạn chết, thầy tin chắc là như vậy nếu mà không chuẩn bị thật kỹ trước nha, sẽ hoảng ngay. Rồi thầy xin chào tất cả các em nhá, bye bye nhá.